Mục thần ký tập 361 đến 364, Vũ Hồn, Vũ Thánh chúc các bạn xem video vui vẻ. Đấu Ngưu Cung chắc là một trong 36 thiên cung của Khai Hoàng Thiên Đình, có thể ngồi ôm thiên cung đều nhân vật cực kỳ lợi hại của thời đại Khai Hoàng. Tần Mục theo những thôn dân này đi vào Đấu Ngưu Cung, so sánh ra, thiên cung này rất hoàn chỉnh, hình như không có trải qua chiến hỏa, mà bởi vì thời đại Khai Hoàng hủy diệt, nhân hoàng điện Ngọc Minh Cung, phòng đô bì xa cung trải qua chiến tranh bị tàn phá không chịu nổi. Về phần thiên cung khác, Tần Mục chưa nhìn thấy, chỉ có điều hắn nghĩ đến hẳn có rất nhiều cái đều bị hủy ở trong chiến hỏa. Vì sao đấu ngư cung có thể bảo tồn lại hoàn chỉnh như vậy, hắn không nhịn được buồn bực. Lẽ nào đấu vũ thiên sư năm đó cũng làm đào binh, hắn dẫn theo đấu ngư cung chỉnh thể chạy thoát thân, bởi vậy mới có khả năng bảo toàn thực lực. Đấu ngư cung khác với những thiên cung tần mục nhìn thấy qua lúc trước, Ngọc Minh Cung của Nhân Hoàng Điện có khí tức thư hương, là nơi thiên cung truyền thụ kiến thức, giáo dục cách làm người, đệ tử các thần ở nơi nào học tuyệt học. Mặc dù tần mục là nhân hoàng của Nhân Hoàng Điện, nhưng cũng không có ở nơi đó lâu, hắn chỉ đi theo sơ tổ nhân hoàng một chuyến, không thể xem hết toàn cảnh. Tần mục không có đi vào bì sa cung, bị diêm vương giấu sâu bên trong ở phong đô, hắn chỉ có thể từ phía xa nhìn thấy được từng ngọn thần thành, rách nát cổ xưa. Hiện tại, bọn họ tiến vào chư thiên của đấu ngưu cung, đấu ngưu cung từ xa đến gần dần dần trở nên rõ ràng, có thể thu hết toàn bộ đấu ngưu cung vào trong đáy mắt. Cách bọn họ gần nhất chính là một cánh cửa nguy nga, nhìn về phía trước, đi qua những cung điện lầu các nối liền chính là một mảnh giao trì. Sao chỉ lại hướng về phía trước ở trên không trung hai đạo sát khí màu đỏ như máu đan vào nhau giống như hai con rồng không ngừng xoay tròn phía sau trạm thần đài là thần thành ngay ngắn chắc là ngọc kinh cung điện lớn nhất bên trong ngọc kinh chính là lang tiêu bảo điện tần mục đương nhiên giật mình kinh sợ kiến trúc bố trí của đấu ngưu cung lại có phần tương tự với thần ma thiên cung ánh mắt hắn nhìn gần về phía trước cánh cửa này chỉ thấy một cái cầu đỏ nối liền đại lục chư thiên cây cầu này rất dài cô đơn lơ lửng ở trên không trung là một đường duy nhất nối liền với đấu ngưu cung tần mục lại nhìn lại về phía mảnh đại lục chư thiên này trong lòng thoáng chấn động cái đại lục chư thiên này không ngờ là bốn cạnh vuông có năm sơn mạch ngang dọc nam bắc mỗi một sơn mạch đều có từng ngọn núi cao nguy nga đứng sừng sững trên lục địa có sáu con sông lớn hoặc chảy từ đông tới tây hoặc nam tới bắc nhưng lại không chảy vào biển rộng ở đây không có biển sáu con sông lớn là chảy xuống dưới đất biến mất trong vực sâu dưới lòng đất trung tâm của chư thiên có một mảnh vực sâu sâu không lường được Tần Mục lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy nhật nguyệt ngôi sao ở phía dưới đấu ngưu cung, trăng lên mặt trời lạn, ngày đêm thay thế, hắn chớp chớp mắt, nếu đại lục là linh thai, năm đạo sơn mạch chính là ngũ hành, bầu trời ngôi sao chính là ngũ diệu, sáu con sông lớn chắc là lục hợp tiến thành, nhật nguyệt ngôi sao là thất tinh, dưới vực sâu chính là u đô, thân tàng sinh tử, mà cây cầu này là đi thông tới thiên cung thần kiều. Nói như vậy, cái chư thiên này là do thân thể một vị cường giả đế tọa biến thành, ánh mắt hắn tìm kiếm xung quanh còn thiếu một thiên nhân cảnh giới thiên nhân luyện lại nguyên thần nếu nguyên thần vào lăng tiêu leo lên đế tọa như vậy quả thật thân không cần ở trong đại lục lẽ nào trên đế tọa của tòa lăng tiêu bảo điện này có một vị nguyên thần của đế tọa ngồi ở chỗ đó còn có một khả năng chư thiên này được chế tạo dựa theo quy cách thần tàng và thiên cung cường giả đế tọa dù sao số lượng cường giả đế tọa không nhiều thời đại khai hoàng không có khả năng có nhiều cao thủ đế tọa như vậy đấu ngưu cung là một trong 36 thiên cung của thời đại khai hoàng trong 36 thiên cung nổi danh nhất là bốn thiên cung lớn, tứ đại thiên vương đều ở vào trong đó, đấu ngưu cung lại không có ở trong đó. Khai Hoàng không có khả năng chuẩn bị chế tạo đấu ngưu cung cho một người cường giả đế tọa đã chết. Các người đi tới chuẩn bị, lão nông phân phó thôn dân, nói, nói cho các hài nhi, hôm nay đấu ngưu cung mở cung, bảo bọn họ đến đây rèn luyện. Những thôn dân kia lập tức phi thân lên, có người bay vào đấu ngưu cung, có người lại bay vào trong đại lục chư thiên. Lão nông dẫn theo con châu già, cùng tần mục long kỳ lân leo lên thần kiều thần kiều rất nhỏ hẹp tần mục đứng ở phía trên cảm giác còn tốt long kỳ lân lại có vẻ hơi co quắp lão nông dừng bước chân đứng ở trên cầu quan sát xung quanh thưởng thức phong cảnh tần mục cũng nhìn xung quanh thu hết non sông tươi đẹp vào trong đáy mắt ở đây thưởng thức phong cảnh quả thật khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái đệ tử của văn thiên các người là cảnh giới thiên nhân lão nông không nhanh không chậm nói bốn đại thiên sư của khai hoàng thiên đình đốn củi đứng đầu ta từ trước đến nay đều không phục hắn hắn có bản lĩnh gì có thể leo đến trên đỉnh đầu của lão tử bốn đại thiên sư hắn đứng thứ nhất ta đứng thứ ba thư sinh đứng thứ thứ hai ta tâm phục khẩu phục chỉ có điều đốn củi có tài đức gì dựa vào cái miệng leo đến trên đầu của ta thư sinh vào câu cá cho nên ta không phục hắn tần mục từ trên cao nhìn xuống bao quát đại lục chư thiên chỉ thấy rất nhiều thanh niên cường tráng đang chạy về phía bên này những người này nhảy như bay tốc độ rất nhanh tiểu phu lão sư vẫn vô cùng bội phục đấu vũ thiên sư tần mục hoàn toàn nghiêm túc nói lão sư nhắc qua về tiền bối nói người có vũ lực đứng đầu là tồn tại mạnh nhất trong bốn đại thiên sư lần này cải cách duyên khang lão sư thiết kế cứu đế dịch nguyệt sau đó lại lập tức tới tìm đấu vũ thiên sư có thể thấy được ở trong lòng của lão sư địa vị của đấu vũ thiên sư không kém hơn đế dịch nguyệt thiên vương bản lĩnh của ta vốn không chênh lệch với đế dịch nguyệt lão nông thản nhiên nói hai vạn năm trước đế dịch nguyệt mạnh hơn ta một ít nàng đứng đầu tới đại thiên vương ta và nàng đánh nhau bị nàng đánh cho tâm phục khẩu phục chỉ có điều hai vạn năm sau ai cao ai thấp vậy thì khó có thể nói được dù sao cho dù nàng sống lại cũng đã chậm trễ hai vạn năm tu hành tim tần mục trợt đập mạnh ra đầu tê dại đô vũ thiên sư đã tu luyện tới cảnh giới đế tọa ba quyền của hắn ta thật sự không đỡ nổi ca ca ta chắc hẳn cũng không được lão nông cười lạnh nói ta và thư sinh đánh nhau hắn dùng vũ lực không bịch lại ta nhưng mỗi lần đều có thể chỉnh cho ta ngoan ngoãn bởi vậy ta bội phục hắn người ta chính là có bản lĩnh thật sự nhưng đốn củi đồ dỡn múa mép khô môi, lại leo đến trên đầu của ta, ta lại không phục. Lần này, hắn chạy tới mời ta xuất sơn, mời ta xuất sơn cũng không có gì, lại còn tới khoa tay mùa chân. Kết quả ta còn chưa xuất lực, hắn lại nằm ở trong rãnh nước, trên mặt tần mục hiện ra vẻ tươi cười, chán lại xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn có thể tưởng tượng ra tiểu phu thánh nhân lúc đó là chật vật tới mức nào, tú tài gặp phải nhà binh, có lý cũng nói không rõ được. Những thần thông giả trong đại lục chư thiên kia tới gần, tần mục hơi ngẩn người ra, chỉ thấy những thần thông giả này chắc là đến từ quốc gia trong đại lục chư thiên nhưng cổ quái chính là mỗi một thần thông giả này cũng không là nhân loại chân chính đầu chim thân người đầu thú thân người còn có kẻ lưng là mai rùa có mọc lông thú có kẻ ba đầu sáu tay có nhiều đầu nhiều mắt thần của thời đại khai hoàng tộc tần mục hiếp mắt lại một cái hắn vẫn nhìn thấy được mấy thần thông giả của bạch bức thần tộc trong đấu thiên cung này đều là hộ duệ của thần tộc của thời đại khai hoàng giáo chủ trong thần tộc bạch bức còn có nữ tử Long Kỳ Lân đè thấp tiếng nói, nói nhỏ, Phúc Vũ Thu và Phúc Ngọc Xuân của Minh Cốc chắc hẳn phải vui tới nở hoa rồi. Tần Mục nhớ tới hai bạch bước trong Minh Cốc này, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ngay lập tức dáng vẻ tươi cười biến thành khuôn mặt u sầu. Lão nông này rất con trâu già, đi dọc theo thần kiều tiến về phía nam thiên môn, không nhanh không chậm nói, tạm thời đừng hài lòng, ngươi muốn theo quy định giang hồ, vậy giống như bọn họ, thử xem ngươi có tư cách này hay không, đi thôi, ngươi theo bọn họ cùng nhau từ nam thiên môn đi tới một đường sông vào lăng tiêu bảo điện tần mục vội vàng nói thiên sư ta còn là cảnh giới thiên nhân không vào được nam thiên môn sao không quyết đấu công bằng quyết đấu công bằng lão nông này quay đầu lại trên gương mặt để nếp nhăn lộ ra vẻ châm chọc thiên đình ngoại vực cùng khai hoàng thiên đình đánh một trận chưa tưởng công bằng đi sông tới lăng tiêu bảo điện ta cho ngươi cứu đốn củi đi trên thần kiều những hậu nhân của thần tộc đến từ đại lục chư thiên đều đuổi theo con trâu già thần thái kính cẩn con trâu già không nhanh không chậm theo lão nông đi về phía nam thiên môn tần mục cũng ở trong đám người lặng lẽ vé lá liễu nhìn về phía những thần tộc này hắn không khỏi ngần người ra chỉ thấy những thần tộc đều là cảnh giới sinh tử tất cả mọi người vô cùng cường tráng tu vi cực cao nhưng lại không có một người nào tu thành thần kiều thần kiều của tất cả mọi người đều bị gãy so với thần kiều của thần thông giả của duyên khang còn muốn bị gãy triệt để hơn thần thông giả của duyên khang còn có thần kiều mặc dù là gãy nhưng chỉ cần tu luyện ba bí quyết thần kiều do tần mục truyền lại thức kiểu quyết huyền dẫn quyết và thần độ quyết lại có thể bổ sung thần kiều, bay vượt qua nam thiên môn. nhưng những thần tộc sống trong đại lục chư thiên của đấu thiên cung lại có thần kiều đứt đoạn, không có cảnh giới thần kiều này, không có cảnh giới thần kiều này. ba bí quyết thần kiều cũng không có cách nào bổ sung thần kiều của bọn họ. vậy vĩnh viễn cũng không có khả năng tu thành thần chỉ. nói cách khác, tất cả thần tộc sinh sống ở trong đại lục này cuối cùng đều sẽ bị nhốt ở cảnh giới thần tàng sinh tử này. có chuyện gì vậy? tần mục buồn bực. vì sao thần kiều của bọn họ lại bị gãy triệt để như thế? trong lòng hắn không hiểu chút nào những thần tộc cũng rất hiếu kỳ về hắn nhìn thấy được trên trán hắn tự nhiên mọc ra một con mắt không nhịn được liên tục nhìn xung quanh mấy thiếu nữ trâu đầu ghé tai không ngừng quan sát hắn không biết đang nói cái gì nở nụ cười giáo chủ các nàng nói người bộ dạng rất xấu lỗ tai của long kỳ lân rất thính nói nhỏ sắc mặt tần mục thâm trầm long kỳ lân dùng mình một cái giơ móng vút lên cho mình một tát thành thật bước đi thầm nghĩ chắc hẳn phải nhịn đói mất mấy ngày giáo chủ mới có thể ngôi giận Tuy rằng thần kiều của những thần tộc này bị gãy triệt đề, bị nhốt ở cảnh giới sinh tử, nhưng mỗi người đều mạnh mẽ đến đáng sợ, thực lực không thể kém hơn cao thủ cảnh giới thần kiều. Cuối cùng, bọn họ đi tới bên ngoài Nam Thiên Môn, lão nông dắt châu đi một bước tiến vào Nam Thiên Môn trước, sau đó ngừng lại, xoay người nhìn về phía mọi người. Tất cả thần tộc dừng bước, rất cung kính đứng ở ngoài cửa, tần mục cũng dừng bước lại, quan sát Nam Thiên Môn này. Hắn từng nhìn thấy Nam Thiên Môn của Đại Khương Nguy Nga cao lớn, giống như cánh cửa chống trời đứng vững, mặc dù đã đổ nát nhưng còn có một loại khí thế đỉnh thiên lập địa, hiện ra hết phong cách cổ xưa, mà nam thiên môn này lại nhỏ hơn rất nhiều, dù vậy, cũng nó cũng cao lớn uy nga, giống như một tòa núi cao vạn trượng bổ ra hình thành cánh cửa, trên nam thiên môn trải rộng các loại hoa văn, chắc là ấn ký phủ văn, kết ra các loại hình vẽ đẹp mắt, không ngừng chớp hiện, thần kiều của các ngươi bị gãy, không có cách nào tu bổ, cuộc đời này vô vọng đến nam thiên môn, tu thành thần chỉ. Nhưng các người là tất cả những người đã gãy thần kiều mất hy vọng, lão nông âm thanh to trầm giọng nói hai vạn năm tộc nhân của các thần tộc chết rất nhiều hết người này tới người khác chết già nhưng đến nay vẫn kéo dài không dứt chỉ cần có hy vọng sống lại các ngươi không có thần kiều nhưng khó không thể dùng võ đạo tới bay vượt qua hư không của thần kiều không có đường vậy đi ra một con đường không có đường vậy đánh xuyên qua sinh tử dùng võ đạo đánh ra một con đường dùng võ hồn chạy thẳng tới thiên cung tâm thần của tần mục chấn động mạnh rốt cuộc hắn đã hiểu rõ mục đích thử thách thiên cung lần này tộc nhân của thần tộc trong đấu thiên cung chết thần kiều bị chặt gãy đấu vũ thiên sư hy vọng dùng võ đạo tới kéo dài thiên cung dùng võ hồn tới leo lên cảnh giới thần kiều không tồn tại kia khiến cho tinh thần huyết mạch của thần tộc kéo dài đi ra một con đường mới không tồn tại cảnh giới thần kiều vậy dựa vào vũ hồn bay vượt qua cảnh giới này chạy thẳng tới thiên cung tu thành thần chỉ cái vũ hồn này chính là nguyên thần của võ đạo nguyên thần võ đạo có thể vượt qua hư không thần kiều nguyên thần của những thần thông giả khác có thần kiều đạp thần kiều bay vượt qua có thể tiến vào thiên cung cho dù thần kiều thần thông giả của duyên khang bị chặt đi cũng có thể sử dụng ba bí quyết thần kiều tới tu bổ cuối cùng bay vượt qua thiên cung nhưng hậu duệ của thần tộc đấu thiên cung bọn họ không có bất kỳ thần kiều nào chỉ có thể dựa vào nguyên thần của mình mạnh mẽ bay vượt qua hư không bay không qua lại sẽ ngã vào u đô phía dưới thần tàng sinh tử thần chết đạo tiêu đấu vũ thiên sư trốn ở trong sơn thôn hai vạn năm chỉ sợ chính là để bồi dưỡng hậu duệ của những thần tộc khiến cho bọn họ có thể tiếp tục tu luyện tu hành. Dùng võ tu thần là vì vũ hồn, vũ hồn nhập đạo là vì võ đạo. Lão nông quát, kéo con trâu già đi về phía trước, vào cửa, thử thách võ đạo của các ngươi. Ta ở lang tiêu vào điện chờ các ngươi. Cái gọi là võ đạo, vũ hồn rốt cuộc là cái gì? Tần mục quan sát những hậu duệ thần tộc bên cạnh. Những người này quả thật có một loại khí độ khí thế khác hẳn với người bình thường. Có một loại tinh thần tiến thẳng không lùi phá tan tất cả trở ngại không giống với tinh thần lửa lớn thêm dầu trên người các thần thông giả của Duyên Khang Quốc. Tuy rằng thần thông giả của Duyên Khang cũng là tinh thần dũng mạnh tiến lên, nhưng khí chất và tinh thần của bọn họ linh hoạt hay thay đổi, giống như là dầu sôi trào, mỗi một bọt khí đều mang màu sắc khác nhau, đó là tinh thần của thời đại cải cách này giao cho bọn họ, trong hoa đặt cạnh nhau, trong nhà đua tiếng. Mà duệ tinh khí thần của những hậu nhân thần tộc lại không phải là tinh thần của thời đại, mà là tinh thần của võ đạo gia. Loại tinh thần này không giống với đại dương mênh mông của đám người đồ tể, không linh động nội liễm giống như trường thôn đại sư kiếm đạo cũng không thông minh cơ trí cổ quái giống như đám người tư bà bà khác hẳn với sự tài tình của người điếc cũng khác hẳn với sự tiêu sái nhìn rõ tất cả của người mù cùng lò lửa lớn trái mặt trong núi lửa của câm đế cũng khác biệt bọn họ giống như là tăng nhân khổ hạnh giống như là mã gia còn chưa thành phật ánh mắt tần mục nhất thời sáng lên đúng lại giống như mã gia mã gia lúc còn ở trong tàn lão thôn khi đó mã gia nói năng thận trọng thần sắc nghiêm túc đối với chuyện gì cũng rất nghiêm túc nghiêm túc dạy tần mục thân thể của mã gia tuy rằng thẳng như cán bút nhưng hắn lại cho người ta một loại cảm giác mang nặng đi về phía trước hắn giống như là trên lưng cõng một tòa tu di sơn ngọn núi này đặt ở trên người của hắn loại áp lực này biến thành động lực của hắn đương nhiên áp lực biến thành động lực là ở dưới tình huống không có bị ép vỡ nếu áp lực quá lớn lại sẽ khiếp toàn thân bị ép vỡ mã già đã từng có một khoảng thời gian bị ép vỡ sau khi tần mục đi tới tả lão thôn hắn mới chống lại được áp lực tiếp tục anh dũng đi về phía trước trong mấy năm nay, hậu duệ thần tộc trẻ tuổi ở trong chư thiên của Đấu Thiên Cung, bọn họ cùng mã ra vậy, cũng giống như là một đám võ giả chống đỡ lại áp lực lớn lao, chỉ có điều, áp lực của bọn họ cũng không phải là tu di sơn, mà vì thần kiều của chủng tộc bọn họ hoàn toàn bị gãy mất, cảnh giới thần kiều hoàn toàn không tồn tại, tuyệt vọng không có cách nào tu thành thần cảnh, loại tuyệt vọng này sẽ biến thành động lực, khiến cho bọn họ đi về phía trước, tìm được một cách giải quyết, cũng sẽ biến thành núi lớn ép xuống bọn họ khiến tinh thần ý chí của bọn họ hoàn toàn bị phá hủy, là võ giả, ánh mắt của Tần Mù càng lúc càng sáng ngời, nở một nụ cười, trước đây không lâu, ta chưa từng tu thành thần thông, cũng là võ giả như vậy, chỉ có điều, sau khi mở ra Linh Thai Thần Tàng, ta lại dần dần quên đi loại tinh thần này, võ giả là cách gọi khi chưa bước vào con đường tu luyện này, võ giả chỉ có khả năng vận dụng thủ đoạn cấp thấp như quyền cước binh khí, thời điểm mã ra ở Tàn Lão thôn, cũng là trạng thái võ giả, chiến kỹ theo trường phái lấy thân thể của mình đánh ra hiệu quả thần thông hơn nữa uy lực còn mạnh hơn cuối cùng mọi người bắt đầu tiến vào nam thiên môn tần mục đứng tại chỗ không nhúc nhích hắn không lý giải được ý nghĩa đầu vũ thiên sư bảo bọn họ tiến vào nam thiên môn dùng võ nhập đạo có quan hệ gì với tiến vào thiên cung dưới nam thiên môn đột nhiên có một nữ tử kêu lên một tiếng rên rỉ bị áp lực vô cùng nặng nề ép tới gãy xương đứt gân toàn thân bất chợt thấp xuống một mảng lớn bị ép tới nằm trên mặt đất không ngừng nôn ra máu lại có một thiếu niên đi tới một hồi đột nhiên xương đùi bị gãy còn có người thân thể nổ tung thành từng lỗ nhỏ, máu tươi phun ra ngoài trào, máu chảy như rót; còn có người bất trượt phun ra từng ngụm máu, ngũ tạng lục phủ bị áp lực cực lớn ép tới đột ngột nổ tung. Mà những người khác dường như khiêng một tòa nam thiên môn, có người bị ép tới thân thể không ngừng thu nhỏ lại, chống lại áp lực đi tới, bọn họ đi ra một bước áp lực lại đột nhiên tăng lên, khiến thân thể của bọn họ bị ép thấp xuống năm thước, tiếp tục đi tới, thân thể trở nên nhỏ hơn, rất nhanh, bọn họ bị ép tới thân cao kém hơn một thước, có người bị ép nát ngồi chồm hỗn trên mặt đất, hai tay chống đỡ mặt đất, nôn ra máu, hai cánh tay lập tức khó có thể chống đỡ được áp lực của Nam Thiên Môn, xương cánh tay bị gãy, nhiều người lại liên tục quát lớn, quyền cước đại khai đại hợp, lấy thân thể thần thông cứng rắn chống đỡ áp lực của Nam Thiên Môn, quyền cước giống như diều mở trời, bổ ra áp lực đi từng bước một tiến về phía trước, tần mục nhíu mày, kinh ngạc không hiểu nhìn Nam Thiên Môn, cánh cửa này chẳng lẽ lại thật sự chính là cánh cửa đế tọa? Áp lực chỉ có chân thần mới có khả năng thừa nhận được, thần thông giả cảnh giới sinh tử làm sao có thể chịu được lực cưỡng chế này nếu là cường giả đế tọa nam thiên môn sợ rằng chỉ có chân thần mới có thực lực này không tu thành chân thần đều sẽ bị ép nát thậm chí đè chết đấu vũ thiên sư không có khả năng sử dụng loại thủ đoạn này tới đào thải bọn họ ấn ký phủ văn trên nam thiên môn vẫn chưa sáng hẳn lên tần mục quan sát một hồi những hoa văn hình vẽ trên nam thiên môn mới chỉ sáng lên thậm chí còn chưa tới một phần trăm nói rõ áp lực xa không đạt được trình độ chân thần hiển nhiên đấu vũ thiên sư cũng có đúng mực những thần tộc mặc dù đã đi rất lâu, nhưng Nam Thiên Môn rất cao và quá rộng, bọn họ đến nay còn chưa đi ra được một nửa, hiển nhiên theo áp lực càng lúc càng lớn, chỉ là cánh cửa này cũng đã loại bỏ hơn phần nửa thần thông giả. Tần mù cởi quần áo trên người, cánh tay để trần, cột lên ống quần, cười nói, rồng béo, người không cần tiến vào, thay ta trông coi trang phục, hắn giao quần áo và túi thao thiết cho Long Kỳ Lân, tay không, không mang theo bất kỳ vũ khí nào, Long Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy trang phục, nói, giáo chủ không cần kiếm hoàn sao không cần tần mục khẽ quát một tiếng một tay giơ lên một tay hạ xuống trên lưng hắn hiện ra hoa văn thanh long dần dần hóa thành một con rồng xanh lớn con rồng xanh từ trong cơ thể hắn bay ra quấn quanh thân thể của hắn hắn lại một lần nữa duỗi người gần cốt rác rác vang dội con rồng xanh tản đi phía sau hiện ra hoa văn bạch hổ một con hổ trắng từ sau lưng của hắn nhảy ra tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng hắn để một chân về phía sau một chân gập lại hoa văn huyền vũ hiện lên dưới chân dâng lên đầu rồng và mai rùa lớn chân đạp biển đen trên người có con rắn lớn giữ tận hung ác tần mục mở hai cánh tay ra huyền vũ tản đi phía sau hắn lại có ánh lửa trùng thiên chu tức rằng cánh từ trong ánh lửa bay lên lửa lớn tràn ngập ta phải nhặt lên võ đạo tinh thần đánh vào trong hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm quên hết mọi thứ thần thông quên kiếm pháp kiếm đạo của mình quên hết tất cả phân tranh phức tạp bên ngoài quên đi duyên khang khiến cho tinh thần của mình trở lại khi còn nhỏ trở lại thời gian khổ luyện ở tàn lão thôn trở lại thời gian theo mã ra theo người mù theo đồ tể khổ luyện khi đó hắn theo lão nhân trong thôn chịu đựng nỗi khổ thân thể lúc rảnh rỗi chăn trâu thổi sao tâm tư của hắn trở nên vô cùng đơn thuần dường như lại biến thành thiếu niên chăn trâu nhưng lại không hề giống lúc trước tâm tư của hắn đơn thuần giống như giấy trắng hắn bây giờ đã từng trải qua các loại đau khổ các loại nguy hiểm khiến cho tâm linh của mình lắng đọng xuống trên cổ của hắn trí tuệ châu do đế thích thiên vương phật tặng cho hắn châu đột nhiên tản ra mỗi một trí tuệ châu tách ra lại có một trí tuệ châu hình thành đó là trí tuệ của bản thân hắn kết thành trí tuệ châu mỗi một viên trí tuệ châu đều lớn chừng quả trứng gà từng viên trí tuệ châu êm dịu trong suốt ở trên cổ của hắn không ngừng lưu truyền dường như có thể chết sạn lòng người tần mục xài bước chân vào nam thiên môn lúc vừa mới nhập môn chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình chấn áp xuống ép tới xương cốt hắn kêu lên răng rác áp lực này áp chế thân thể vẫn tính là rất nhỏ áp lực đối với nguyên thần mới là mạnh mẽ nhất tần mục quát lớn phát động phách thể tam đan công cứng rán chống đỡ áp lực này đi về phía trước càng đi về phía trước áp lực càng lớn trong cơ thể của tần mục truyền đến từng tiếng rồng ngâm đó là tổ long bát âm tiếng rồng ngâm chấn động kéo theo khí huyết của hắn chảy khắp toàn thân hắn đã đuổi kịp người ngã xuống đất đợt thứ nhất không dậy nổi giơ tay nâng những người này lên một tay ném ra nam thiên môn để cho bọn họ ở lại dưới nam thiên môn chỉ có thể bị đè chết hắn không đành lòng áp lực càng lúc càng nặng quanh thân của tần mục có khí huyết tràn ra càng lúc càng nhiều khí huyết của hắn gần như cuồng bạo ở sau người hắn hóa thành dòng nước lũ cuồn cuộn điên cuồng phun ra ánh mắt hắn lại càng lúc càng sáng người phía sau hắn dòng nước lũ khí huyết khi thì hóa thành thanh long lồi âm cuồn cuộn khi thì hóa thành huyền vũ biển đen dậy sóng khi thì hóa thành chu tước với ánh lửa ngập trời khi thì hóa thành hổ trắng với sức sống đầy hùng ác các loại hiện tượng kỳ lạ không ngừng biến hóa ở phía sau lưng hắn trợ giúp hắn bổ sóng cắt sóng anh dũng đi về phía trước cuối cùng hắn vượt qua mọi người phía trước mọi người đã bị ép tới biến thành ba tấc dù vậy cũng không một người nào lui về phía sau tiếp tục đi về phía trước trong tai mắt mũi miệng của bọn họ có máu tươi không ngừng tuôn ra nhưng bọn họ vẫn tiếp tục chống đỡ áp lực cố gắng đi ra khỏi nam thiên môn tần mục cũng bị ép tới chỉ có gần một tấc khi một bước đi tới đằng trước mọi người mọi người hắn đột nhiên cười ha ha hành vi phóng đãng sử sách khó viết được tinh thần hắn vận dụng lên tổ long bát âm và phạm âm của phật môn hét lớn đi về phía trước một bước ngâm giải nói chính là ý của cao nhân hiền tài cánh nhẹ với phấn mỏng đan sen, hoa quấn không cài lên đầu mình. Đám người phía sau hắn nghiêng tai lắng nghe, bất giác bị giọng nói của hắn ảnh hưởng, khí huyết trong cơ thể bọn họ điên cuồng phun ra, khí huyết liên kết, được tinh khí thần của tần mục cổ vũ. Nếu tin phạm thiên còn không phải là ta, làm sao có thể ném chết vì thiên cung? Tần mục vén lá liễu ở mi tâm, thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, ba cái con mắt dựng thẳng ở mi tâm bàn ánh sáng màu vàng ra bốn phía, ba gương mặt vui vẻ ra mặt, cười to nói, trăng núi chiếu xuống rừng tùng vàng vỡ nát gió sông thổi tới nước tuyết lờ một khi đạp bằng thiên môn điện anh hùng ngồi trên tổ đình lại cười vui hay một hậu duệ thần tộc tâm thần kích động không nhịn được hét lớn tiếng ca dũng mãnh của hắn không bị cản trở khiến tinh khí thần của mọi người hòa làm một thể dẫn theo tộc của các thần tộc liều chết đi về phía trước tinh thần của mọi người liên kết mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng không ngờ cứng rắn ngăn cản được áp lực của nam thiên môn phía sau có khí huyết giống như biển rộng mênh mông biển máu dâng trào nổi sóng lúc này lão nông dắt theo con trâu già đã đi tới lăng tiêu vào điện của thiên cung đang muốn đi vào trong điện đột nhiên trong lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong nam thiên môn có huyết quang sông thẳng lên trời khí sông tới đấu ngưu cung chấn động quần tinh lão nông phu kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy chỉ thấy dưới nam thiên môn tần mục dẫn theo mọi người đi nhanh về phía trước thân thể của mọi người không ngờ dần dần dài cao lên thân thể càng lúc càng cao khiến cho áp lực của nam thiên môn đối với bọn họ hoàn toàn không có tác dụng lão gia Vị cháu khai hoàng đời thứ 107 này hình như rất hung tốt, còn trâu giả mở miệng, nói, sức cuốn hút của hắn rất mạnh, ý chí hảo kiệt, ngược lại có chút giống với khai hoàng năm đó. Lúc trước, có thể thông qua nam thiên môn lác đác không có mấy người, hắn tới, người có thể thông qua nam thiên môn, chỉ sợ có tới hơn mấy chục người. Nam thiên môn chỉ là tầng thử thách thứ nhất, nguy hiểm còn đang phía sau, mặt của lão nông không đổi sắc, xoay người đi vào lăng tiêu điện, nói, cửa ải lăng tiêu điện này, người tới coi chừng ta thật ra muốn xem thử hắn có thể đánh vào hay không. Con trâu già đứng lên bằng hai chân sau, thân thể lay động, vẻ thanh long trên toàn thân hắn chuyển động xôn xao, cười nói, bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim, lão gia là khi dễ bọn họ sao, chỉ có điều không đánh ngã lão gia, ai thiếu một cảnh giới còn có thể phi thăng được thiên cung. Cuối cùng, tần mục cũng đã dẫn theo mọi người đi ra được khỏi nam thiên môn, áp lực đột nhiên nhẹ hẳn đi, mọi người có cảm giác giống như chút được gánh nặng, sư huynh là người ở nơi nào vậy? lúc này lại có một nam tử với bộ dạng có phần giống nhân tộc to gan lớn bật lại gần hắn mở miệng dò hỏi tại hạ tên là hồ bất quy là người thần tộc ba mắt trước đây ở đấu ngư giới ta chưa từng nhìn thấy qua sư huynh vừa rồi ta thấy sư huynh nói chuyện cùng thiên sư bởi vậy mới không dám tiến lên chào hỏi ta là tần mục tần phượng thanh tần mục quan sát nam tử thần tộc ba mắt này chỉ thấy tay chân người này rất to lớn bờ vai rất rộng cơ bắp ở trên đầu vai co lại thành một đoàn cánh tay lại có vẻ rất nhỏ Hai phần chênh lệch thật sự khá xa, nhưng từ chỗ khuỷu tay nối liền tới đốt ngón tay của người này lại có vẻ cơ bắp nổi lên đầy vẻ cường tráng, chỉ có điều đến chỗ cổ tay lại trở nên rất nhỏ, không có bao nhiêu cơ bắp, hông của hắn cũng vậy, lưng như hổ thắt lưng lại như thắt lưng ong, thắt lưng cùng lưng tạo thành một hình tam giác, cơ đùi của hắn rất lớn, đến đầu gối lại biến thành nhỏ lại, nhưng tới trên bắp chân cơ bắp lại lớn lên, nhưng đến mắt cá chân lại biến thành nhỏ lại, hắn đã rèn luyện cơ bắp của mình tới mức thể hiện ra một loại sức lực khủng khiếp dường như muốn nổ mạnh điều này khác hẳn với tần mục sáng người của tần mục hoàn toàn cân xứng nhưng hồ bất quy lại luyện tới mức cơ bắp nổi thành một đoàn lực lượng của thân thể của hắn dường như có thể trong nháy mắt bùng nổ bất chợt bạo phát ra lực lượng kinh người mà cơ bắp của tần mục lại luyện thành từng đường cong tăng thêm mức độ mềm mại của bắp thịt nhìn hắn cũng không có bộ dạng cơ bắp cứng rắn khoa trương như hồ bất quy mỗi một lần tần mục phát lực hắn đều giống như là một cây cung được kéo dây gài mũi tên hắn ép lực lượng đạt đến một mức độ cực hạn sau đó ở trong nháy mắt mấy bạo phát ra ngoài nếu xét từ trên phương diện điều động lực lượng mà nói hồ bất quy sẽ làm được nhanh hơn hắn hồ bất quy vừa xuất kích tất nhiên sẽ giống như là sấm xét hàng loạt đánh xuống trong thời gian rất ngắn lại có thể công kích được vô số lần nhưng nếu xét từ trên phương diện lực lượng mà nói loại cơ bắp với đường cong mềm mại giống như tần mục sau khi trải qua một lần ép lực tới cực hạn lực lượng mới lại bạo phát ra như vậy lực lượng sẽ mạnh hơn hồ bất quy một ít chỉ là xét về tốc độ phản ứng hắn lại phải chậm hơn so với hồ bất quy ta đến từ đại khư đây vẫn là lần đầu tiên ta ra mắt các vị sư huynh sư tỷ tần mục nghi ngờ nói ý của từ hồ bất quy là sao không trở về nhà tên này của hồ sư huynh có lai lịch gì hay không hồ bất quy bước theo mọi người đi về phía trước sau khi im lặng một lát hắn mới nói phụ mẫu của ta đã từng rời khỏi đấu ngưu giới ở bên ngoài sinh ra ta bọn họ ở bên ngoài cố gắng hết sức tìm ra biện pháp đột phá giải quyết được tai họa ngầm do tộc nhân không có thần kiều gây ra chỉ có điều bọn họ vẫn không thể nào thành công sau đó bọn họ muốn trở về lại phát hiện bản thân mình đã không thể nào trở về được, cho dù bọn họ có trở về, trái tim cũng đã không còn ở nơi này nữa, cho nên bọn họ đặt tên cho ta là Hồ Bất Quy, hắn lộ ra vẻ tươi cười, sao không trở về nhà, phụ mẫu gọi ta như vậy, nhưng thật ra lại là để cho tâm linh của mình có một cõi đi về, trong đấu ngư giới, các sư huynh sư tỷ bao giờ cũng lấy cái tên này của ta ra chê cười, chỉ có điều, bây giờ bọn họ đều gọi ta là đại sư huynh, tần mù gật đầu, vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra được, ở trong những võ giả cảnh giới sinh tử kia. Hồ Bất Quy là người có tu vi cao nhất, ở dưới Nam Thiên Môn, độ cao thân thể của hắn cũng phải vượt qua những người khác. Tần Mục khiến cho tinh thần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngăn cản áp lực của Nam Thiên Môn, Hồ Bất Quy cũng là người khôi phục lại thân thể nhanh nhất. Trong đấu ngư giới, cho dù ngươi có tu luyện muộn hơn so với người khác cũng không có vấn đề gì, bởi vì mọi người cuối cùng đều sẽ bị dừng lại ở cảnh giới sinh tử, không thể tiến bước được nữa. Điều này lại giống như Duyên Khang trước đây vậy, tất cả thần thông giả đều sẽ bị dừng lại ở cảnh giới thần kiều không có cách nào đột phá được nữa. Hồ Bất Quy lại có thể đi sau vượt lên trước, trở thành đại sư huynh trong đám người bọn họ, từ điều đó cũng có thể nhìn ra được thiên phú và cố gắng của hắn. Đám người phía trước đã đi tới trong một tòa cung điện, con đường trong đấu ngư thiên cung này rất kỳ lạ. Lối đi ở đây chính là đi qua từng cái cung điện một, xuyên qua những cung điện này chạy thẳng tới Giao Trì, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh và Lăng Tiêu, Tần Mục và Hồ Bất Quy tụt lại ở phía sau, xin chỉ giáo phương pháp tu luyện vũ hồn của đối phương. Tần Mục biết rất ít về vũ hồn, hắn chỉ nghe được từ chỗ của lão nông biết được dùng võ tu thần chính là vì vũ hồn vũ hồn nhập đạo chính là võ đạo nhưng cụ thể vũ hồn tới như thế nào hắn lại không hiểu rõ lắm vũ hồn thật ra chính là nguyên thần của võ đạo hồ bất quy do dự một chút liếc mắt nhìn xung quanh sau đó mới khẽ nói ta là sử dụng biện pháp ở dưới bên ngoài tới tu luyện vũ hồn của ta ở đấu ngư giới vẫn luôn có một quy củ bất thành văn đó chính là nghiêm cấm việc học tập thần thông đạo pháp của giới bên ngoài chỉ có điều ta đi theo phụ mẫu ở bên ngoài đã từng học qua một ít đạo pháp thần thông cho nên lý giải của ta đối với nguyên thần lại có chút khác biệt với mọi người ở bên trong đấu ngưu giới vừa nghe hắn nói vậy trong lòng tần mục càng thêm hiếu kỳ nói nguyên thần của võ đạo cùng nguyên thần bình thường có gì khác nhau nguyên thần võ đạo sẽ không thức tỉnh linh thai mà luyện ra vũ hồn trước hồ bất quy nói không thức tỉnh linh thai rèn luyện hồn phách của mình đến trình độ cứng rắn như thép như sắt trong thời niên thiếu lại giết chết mãnh hổ chém mãng xà có sừng giết chết giao long trong những thiếu niên của đấu ngư giới cũng không có nhiều người có thể thông qua được thử thách như vậy rất nhiều người trong số đó đều đã chết trẻ tần mục bị dọa cho giật mình cho dù là mình ở thời điểm niên thiếu cũng không có trải qua rèn luyện tàn khốc như vậy các lão trong tàn lão thôn tùy rằng huấn luyện mình cũng rất tàn khốc nhưng vẫn không đến mức lấy tính mạng của mình đi rèn luyện nhưng không ngờ người của đấu ngư giới lại để cho hài tử đi tranh phong cùng dị thú hung hãn như mãnh hổ mãng xả có sừng giao long thực sự không xem mạng của hải tử là mạng người nữa trong đại điện phía trước đột nhiên truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt giống như vạn sấm đánh xuống đó là thân hình của cường giả võ đạo di chuyển bạo phát ra lôi âm tuy rằng còn chưa bước vào trong điện nhưng tần mục đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh cơ bắp phải trải qua muôn ngàn thử thách mới hình thành thân thể gân cốt nhưng trong phút chốc va chạm mồ hôi lại bắn ra như mưa hồ bất quy đã quen thuộc với điều hắn hắn vừa đi về phía trước vừa tiếp tục nói sau khi luyện tới trình độ nhất định hồn phách lại sẽ luyện được đến mức có thể hòa cùng thân thể là một thể tinh thần võ đạo được luyện vào bên trong máu thịt bên trong xương tủy trong lúc động hay tĩnh cũng giống như xét đánh giống như từng tia chớp không ngừng di chuyển thần thông võ đạo dẫn theo ý chí và tinh thần của mình chính là vũ hồn trên người lúc này lại phá từng linh thai linh thai là phụ lấy nguyên khí tới xoa dịu thân thể bởi vì ta từng đi theo phụ mẫu ở bên ngoài sinh hoạt qua chờ tới khi ta trở lại đấu ngưu giới linh thai của ta đã thức tỉnh đại luyện vũ hồn chính là muôn vàn khó khăn chịu khổ nhiều hơn so với tất cả sư huynh đệ khác hắn mặc dù nói có vẻ nhẹ nhàng thản nhiên nhưng hiển nhiên đau khổ trong đó là cực lớn người ngoài khó có thể tưởng tượng được tần mục suy nghĩ một lát cảm thấy bản thân mình năm đó cũng tu luyện theo con đường này chỉ có điều sau đó phách thể tam đan công của mình thành công lại đột phá cảnh giới linh thai hắn không có tiếp tục đi theo con đường này nữa không nghĩ tới đấu ngư giới không ngờ thật sự dọc theo con đường này đi thẳng xuống luyện ra vũ hồn đi ra một con đường khác hẳn với bên ngoài thần thông võ đạo sẽ mang theo tinh thần ý chí của mình đó cũng chính là vũ hồn trên thân tần mục suy nghĩ tới tình cảnh của bản thân mình năm đó khi đi theo đám người đồ tể mã gia người mù học tập chiến kỹ mình chỉ thiếu chút nữa lại có thể luyện đến trình độ trên thân có vũ hồn hắn thầm nghĩ đấu vũ thiên sư nói quyền của ta tuy có tinh khí nhưng lại không có thần hồn đúng là như thế thật năm đó ta chưa từng luyện đến trình độ trên thân có vũ hồn càng về sau chờ tới khi ta trở thành thần thông giả ta mới lại đột nhiên tu luyện về phương diện này, bây giờ đã ta có thể làm được đến mức nguyên thần cùng thân thể dung hòa, nhưng ta vẫn không lĩnh ngộ ra được tinh túy của võ giả. Khi bọn họ đi vào trong điện, đột nhiên bọn họ nhìn thấy có một bóng người lao đến trước mặt, tần mục cùng hồ bất quy nghiêng người sang một bên, người kia lăn lông lốc bay ra khỏi đại điện, phát ra những tiếng động ầm ầm cực lớn đập vào phía trên đầu nam thiên môn, sau đó rơi xuống, nam thiên môn cao tới vạn trượng, người này rơi xuống mất một lúc lâu, lúc này mới nặng nề ngã trên mặt đất vẫn không thấy nhúc nhích gì, thân thể cường đại như vậy, chắc hẳn sẽ không chết được đâu. Tần mục nhìn về phía bên trong điện, chỉ thấy có một nông phu đứng ở trước bảo tọa của đại điện, khí huyết giống như nước thủy triều dâng trào, bên cạnh hắn là bóng người do khí huyết hình thành. Đó là quyền ý tinh thần của hắn, hình thành ra từng bóng người đang diễn luyện ra tuyệt học, diễn luyện ra công pháp, hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại, không có nhìn xung quanh, quyền ý tinh thần của hắn đang về phía công kích những võ giả đấu ngư giới tiến vào đại điện đây là công kích trên phương diện ý chí sắc bén bá đạo trong quyền ý còn kèm theo một uy lực không thể nào địch nổi luyện quyền ý tinh thần đến trình độ hóa thành chân thực chắc hẳn xem như đã dùng võ nhập đạo đi trong lòng tần mục tán thường nếu như hắn mở mắt ra quyền ý tinh thần hòa là một thể vừa ra tay chỉ sợ chính là một đòn trời long đất lở người nông phu kia là một nông dân cày ruộng trong sơn thôn nhỏ không tầm thường chút nào bình thường nếu đi ở trên đường cái của duyên khang chỉ sợ không có người nào sẽ lướt mắt nhìn hắn thêm một lần nhưng lúc này hắn lại giống như một vị đại tướng quân thần ma thần chỉ nắm võ đạo trong tay có một khí độ khiến cho người không có cách nào ngưỡng mộ hiển nhiên hắn đã từng trải qua chiến trường chém giết vô số thần ma đã từng phải chết ở trong tay hắn bị hắn giết chết cường giả từ trong xa trường đi ra từng trải qua cuộc chiến hủy diệt thời đại khai hoàng khí thế của thần ma bình thường không có khả năng so sánh được với hắn nếu như hắn thật sự ra tay mọi người ở đây đều sẽ phải tan thành mây khói trực tiếp bị quyền ý của hắn đánh nát chỉ có điều lần này hắn chỉ là muốn thử thách mọi người quyền ý tinh thần của hắn biến thành mỗi một nhân vật giống như là hình vẽ diễn luyện võ học trong bức tranh vẽ trên tường nhưng lại là ở dạng lập thể nhìn thấy rõ ràng loại quyền ý này sẽ thi triển ra ảo diệu trong thần thông thân thể vô cùng thoải mái mỗi đòn đều giống như do cường giả cảnh giới sinh tử võ đã nhập đạo đánh ra vậy đây vẫn là lần đầu tiên tần mục nhìn thấy loại cách thức thử thách này dù vậy hơn 50 người cùng hắn đi ra khỏi nam thiên môn cũng rất khó có thể chống lại công kích quyền ý tinh thần của hắn rất nhiều người bị đánh đến da chốc thịt bông chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên lại có một người lăn lông lốc bị đánh ra đại điện không thể động đậy tiếp theo là một nữ tử bị đánh đến cứng đờ ở trên vách tường của đại điện khiến cho đại điện chấn động tới mức run rẩy không dừng hơn 50 vị võ giả của đấu ngư giới này đều là võ giả cảnh giới sinh tử thực lực của mỗi người đều vô cùng cường đại ở trong võ đạo thấm nhuần suốt thời gian rất lâu thực lực của mỗi người bọn họ đều không thể khinh thường cho dù là tần mục cũng phải cảm thấy bội phục trước tu vi của những người này nếu hắn buông tay ra đánh không giới hạn ở võ đạo, cũng chưa chắc có thể thắng được những người này, dù sao bọn họ cũng là chênh lệch một cảnh giới. Nhưng chính là võ giả cường hãn như vậy, khi đối mặt với người nông phu này cũng chỉ có thể kết cục bị quyền ý tinh thần của đối phương đánh thảm, thật sự có thể đánh qua được cửa ải này, sợ rằng 10 người cũng không thể có nổi một người. Tần mục nhíu mày, mình nên làm thế nào mới có khả năng thông qua được cửa ải này đây? Đây là cửa thứ nhất, khẳng định cửa ải phía sau sẽ càng khó hơn, chẳng lẽ mình chỉ có thể để cho tiểu phu thánh nhân nằm ở trong rãnh nước thối kia thôi sao? Nếu mình có thể buông tay ra đánh, không quan tâm là võ đạo kiếm pháp gì, như vậy mình vượt qua cửa ải này cũng không có gì phiền phức, thậm chí có thể bảo hắn xông đến lăng tiêu điện cũng không tính khó khăn, chỉ có điều như vậy cũng lại mất đi ý nghĩa của lần thử thách này. Nếu như rồng béo có đủ thông minh, chắc hẳn hiện tại đã chạy ra khỏi đấu ngư giới, đi rãnh nước ở cửa thôn đỡ tiểu phu lão sư ra ngoài nhanh chân bỏ chạy, tần mục chớp chớp mắt, rồng béo quả thật thông minh, nhưng lấy hiểu biết của ta đối với hắn lại có thể thấy được, lúc này hắn chắc hẳn đang ngủ nướng ở bên ngoài nam thiên môn hồ bất quy đột nhiên đứng vững đột nhiên có khí huyết quay cuồng giống như nước thủy triều không ngờ cũng bạo phát ra quyền ý tinh thần khí huyết của hắn hóa thành một bóng dáng sông về phía quyền ý tinh thần của người nông phu kia hai khí huyết biến thành bóng người va chạm vào nhau quyền ý của hai người trùng trùng điệp điệp không ngờ rất có xu thế trở lại nguyên trạng tần mục kinh ngạc có thể làm đến bước này quả thật là không thể coi thường hồ bất quy này được chỉ có điều hắn cùng với người nông phu kia còn có chút chênh lệch quyền ý tinh thần của hắn rất nhanh lại bị một quyền của nông phu đánh nổ thân thể của hồ bất quy bắt đầu di chuyển chân thân của hắn tiến vào bên trong trận đấu hắn lấy thân thể làm vũ khí từng quyền cước rõ ràng rành mạch trong phút chốc mỗi một khối cơ bắp trên thân thể hắn đều có thể bạo phát ra lực lượng, lượng giống như rời núi lấp biển thậm chí mỗi một khối bắp thịt của hắn này đánh đều sẽ bạo phát ra âm thanh như tiếng sấm nổ một quyền của hắn đánh ra giống như rồng lượn hổ vồ hàng vạn hàng nghìn hiện tượng kỳ lạ xuất hiện lúc này mái tóc của hắn thậm chí có thể sắc bén sánh ngang với thanh kiếm sắc bén nhất Bất kỳ vị trí nào trên thân thể của hắn đều có thể hóa thành vũ khí để công kích đối phương, chân của Tần Mục đã bắt đầu di chuyển, hắn vẫn không bước chân vào bên trong đại điện, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn theo sát ở trên người của Hồ Bất Quy, trong con người của hắn có từng tầng trận văn xoay tròn, Cử Trọng Thiên Khai nhãn pháp được hắn kích phát ra đến mức tận cùng, không ngừng quan sát phương thức cơ bắp của Hồ Bất Quy vận động, phân tích từng kỹ năng phát lực của Hồ Bất Quy, không đúng, đây không phải vì nguyên nhân kỹ xảo phát lực, mà là hồn của hắn đang phát lực con mắt dựng thẳng ở mi tâm của tần mục mở ra quan sát thân thể thần tàng của hồ bất quy và nguyên thần của hắn chỉ thấy nguyên thần của hắn cùng thân thể giống như kết hợp chặt chẽ với nhau từ nguyên khí như rồng từ linh thai thần tàng xuyên qua đến trong nhật nguyệt từ trong nhật nguyệt xuyên qua đến tinh thần trong ngũ rượu từ ngũ rượu phóng đến quay quanh ngân hà nguyên khí trong ngân hà giống như cột trụ đánh vào trên mặt đất của linh đài kích phát ra lực lượng của lục hợp nguyên thần của hắn chính là đứng ở trên đại lục của lục hợp giống như cái cây giữa thiên địa dễ đâm vào u đô chính là như vậy nguyên khí và nguyên thần của hắn hòa là một thể thân thể của hắn giống như một linh binh vô cùng tinh vi khiến tinh thần của hắn hóa thành năng lượng của thân thể bạo phát ra vũ hồn thì ra là thế ánh mắt của tần mục nhất thời sáng lên hắn ở trước cửa đại điện thi triển ra quyền cước lần lượt thi triển ra từng thần thông chiến kỹ mình học được trước đó từ quyền pháp của mã gia đến đao pháp của đồ tể thương pháp của người mù rồi đến thần thông ba đầu sáu tay đến chảm kỹ của tổ long bộ dạng của hắn nghiêm túc vô cùng hắn đang rèn luyện tinh thần của mình, rèn luyện ý chí của mình. Không biết qua bao lâu, tần mục đột nhiên tỉnh lại, chỉ thấy trong đại điện trống rỗng, trừ mình ra đã không còn người nào khác nữa. Khắp nơi bên trong đại điện đều có vết máu loang lổ, chắc là do các võ giả của đấu ngư giới lúc trước lưu lại. Người nông phu kia vẫn đứng ở trước bảo tọa, hai mắt vẫn là nhắm chặt, không hề nhìn hắn. Đột nhiên, nông phu mở miệng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần mục gật đầu, đã xong, hắn đi về phía trước, đột nhiên khí huyết của hắn giống như nổ mạnh, dâng trào lên chỉ một thoáng huyết khí đã tràn đầy cả ngôi đại điện này nông phu mở mắt trong đôi mắt có huyết quang bắn ra sáng như tia điện tiếp theo quyền ý tinh thần của người nông phu lại bạo phát cho dù hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích nhưng lại có một bóng người lao thẳng đến chỗ của tần mục tần mục cười ha ha một quyền nghênh đón quyền pháp vừa thi triển ra lại giống như hỗn độn được mở ra mở ra một cánh cửa lớn ta lấy máu của ta giám định vũ hồn trong thần điện đã truyền đến những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên sau một lúc lâu bên trong trở nên bình tĩnh lại tần mục từ phía sau đại điện đi ra hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao ở đó có một cầu vồng có màu đỏ như máu xuyên qua trời cao đó chính là tinh thần võ đạo của hắn toàn thân có ý chí chiến đấu giống như châu đấu với quần tinh Chói lòa tới mức không thể nhìn thẳng trong điện người nông phu này vẫn đứng ở nơi đó nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần khai hoàng đã có người kế tục là một hài tử tốt khí huyết của tần mục điên cuồng phun ra phiêu diêu giống như cầu vồng đi theo hắn tiến về phía trước tinh thần võ đạo của hắn không phải là đơn thuần dùng võ nhập đạo nếu bởi vậy dùng võ nhập đạo hắn sẽ không khác gì các võ giả của đấu ngưu giới khác hắn không cầu có thể ở cảnh giới sinh tử liền trực tiếp vượt qua thần kiều bay qua thiên cung thần kiều của hắn là hoàn chỉnh không có cần thiết phải làm vậy cầu của hắn chính là thế giới này biến đổi ra đạo pháp thần thông của hắn tiến bước bởi vậy tinh thần võ đạo của hắn cũng không chỉ giới hạn ở trên võ đạo mà liên kết tinh thần thời đại cải cách đổi mới của duyên khang cùng tinh thần võ đạo thời đại duyên khang này cải cách cũ cải cách mới giống như lửa mạnh cháy lại thêm dầu, giống như một đống lửa lại cháy lan ra cả đồng cỏ với khí thế hừng hực. Nếu như loại tinh thần này hóa thành võ đạo, vượt qua võ đạo đơn thuần theo đuổi nhiều tới mức đếm không hết, mà bây giờ, tần mục chính là mượn cơ hội tinh thần võ đạo này, hóa tinh thần của thời đại duyên khang thành vũ hồn của mình. Hắn đi tới tòa thần điện thứ hai, trước điện có mấy người bị thương, chắc là bị thần ma trấn thủ trong điện đánh cho bị thương. Tần mục đi vào trong điện, trong điện lại là một vị nông phụ, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của đám người hồ bất quy ta tìm hiểu tinh thần võ đạo trong thời gian bao lâu vậy tần mục nhìn về phía mặt đất chỉ thấy trên mặt đất của tòa đại điện này có chút vết máu chỉ có điều vết máu đã khô cạn người đệ tử của đốn củi người dùng hết 10 ngày mới thông qua tòa đại điện thứ nhất sao phụ nhân với dáng người cao lớn thô kịch kia cười nói thực lực của ta mạnh hơn hắn như vậy cửa ải này của ta ngươi định tốn bao lâu thời gian tần mục lộ ra về tươi cười 10. nông phụ này cao mày nói có chí khí chín tám bảy trên trảm thần đài hai đạo sát khí đỏ như máu đan vào quấn giống như hai trận gió xoáy đỏ như máu hồ bất quy đã đi tới nơi này những người cùng hắn xông qua nam thiên môn không còn lại mấy người mà bây giờ đi ở bên cạnh hắn chỉ là hai người còn lại trảm thần đài không có thần nhân trấn thủ bản thân trảm thần đài chính là một cửa ải vô cùng khó khăn trong hai vạn năm qua không biết có bao nhiêu võ giả của đấu ngư giới đi tới nơi này đã bị chém chết thật ra cửa ải này đã bị áp chế uy lực không có khủng khiếp giống như trảm thần đài chân chính Đấu Vũ Thiên Sư đã khống chế uy lực của Trảm Thần Đài ở cảnh giới sinh tử, nhưng cửa ải này vẫn là trở thành một cửa ải có tỷ lệ tử vong cao nhất. Có nắm chắc không? Hồ Bất Quy điều chỉnh khí tức, trầm giọng nói, "Sư đệ sư muội, các người nếu như không có nắm chắc, vậy trở lại thôi, trở lại còn có 500 năm thọ nguyên, sống sót tốt hơn bất kỳ điều gì." Nữ tử kia lắc đầu, "Ta suốt đời tu hành, chính là vì ngày hôm nay, Hồ sư huynh, lần này trước khi xông qua ải ta cũng đã thành thân, sinh ra hai hài tử, bọn họ đều rất tốt." ta đã lưu lại hậu đại cũng là hoàn thành một tâm nguyện mà lần này ta đã chuẩn bị dùng tính mạng của ta để chấm dứt một tâm nguyện khác lần này nếu không thành công lại liều mình xả thân một nam tử khắc mỉm cười nói ta cũng thành từng hôn có con của mình họ của ta huyết mạch của tổ tông cũng có thể kéo dài tiếp hiện tại ta không có gì lo lắng chuẩn bị liều mình đánh một trận cầu một tiền đồ cho chủng tộc tộc vũ là ta cần phải có hy vọng con cháu đời sau của ta tương lai phải đứng sừng sững ở cánh rừng của các thần các ngươi các ngươi tạm thời trị liệu thương thế, để khí huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Trảm Thần Đài không làm khó được ta, nhưng ta không có thủ đoạn để bảo vệ được các ngươi." Hồ Bất Quy thở dài, quay đầu lại nhìn về phía sau giao trì, từng tòa đại điện mọc lên như rừng, một đường xuyên các đại điện này, chính là nơi bọn họ vừa xông qua các cửa ải, không biết tần huynh đệ thế nào. Hắn khẽ nói, "10 ngày, hắn vẫn luôn diễn luyện võ học, thần thông võ đạo của hắn hiển nhiên là mới lạ, không biết hiện tại hắn có thức tỉnh vũ hồn hay không, có làm được vũ hồn trên thân hay không?" Muốn làm đến vũ hồn trên thân đâu có dễ dàng như vậy được, nữ tử kia nói, năm đó, vì làm được vũ hồn trên thân, thời điểm 11 tuổi ta đã tiến vào vạn thú lâm, gặp phải sói hoang, chỉ có điều không phải là một con sói hoang mà là cả một bầy sói. Ta ở trong bầy sói chém giết suốt mười mấy ngày đêm, vẫn luôn chiến đấu, vẫn luôn chống đỡ, máu thịt trên người ta gần như đã bị hoang sói xé nát, cuối cùng ta đã không còn cảm giác được đau đớn nữa, không cảm giác được ta còn sống nữa. Khi đó, ta mới đột nhiên cảm giác được vũ hồn của ta mới một lần hành động giết chết hoang lang vương, lúc này ta mới tránh được một kiếp. Một nam tử khác nói, ta là trong vũ trước hàng năm trong tộc tiến hành đại tế vũ trước, chúng ta hơn 100 thiếu niên thiếu nữ 13 tuổi bị đưa đến ung ma giới, hơn 100 người chỉ sống sót có ba người, ta chính là một người trong số đó. Năm ấy, ta thức tỉnh mới vũ hồn, tần huynh đệ có thời gian quá ngắn, ta thấy tuổi của hắn không lớn lắm, chắc hẳn là không có cách nào thức tỉnh vũ hồn, chúng ta lên đài thôi, nhận một chém của thần đao, hồ bất quy gật đầu nữ tử kia điều chỉnh khí huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước khi nàng bước một bước đi lên trạm thần đài nàng lại cười nói các ngươi đi sau đi ta tới thử đao trước xem thành tựu nguyên thần võ đạo của ta có thể ngăn cản được một đao của trạm thần hay không nàng vừa đứng ở trên trạm thần đài hai đạo huyết sát đan sen vào nhau hai đạo huyết sát này nhanh chóng thu nhỏ lại giống như hai đường huyết quang xoay quanh cổ của nàng mặc cho nàng chống đỡ như thế nào dê dịch thế nào cũng không có cách nào tránh thoát được hai đường huyết quang này cũng không có cách nào ép hai đường huyết quang này lui lại nhưng vào lúc này đột nhiên một tòa đại điện phía trước giao chỉ đột nhiên ầm ầm chấn động bụi bạm nổi lên bốn phía hồ bất quy đang chú ý tới tình hình chiến đấu trên trạm thần đài trong lòng có cảm giác vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy cửa sau của tòa đại điện này đột nhiên bay lên một đạo khí huyết phóng lên trời cao lao thẳng đến một tòa cung điện phía dưới chẳng lẽ là tần huynh đệ trong lòng hồ bất quy thầm cả kinh còn chưa kịp quay đầu lại nhìn về phía trạm thần đài đã thấy cửa sau của tòa đại điện thứ hai đã bớt trượt chia năm sẻ bầy đạo khí huyết cầu vồng kia tiếp tục lay động đi nhanh rời đi chạy như điên về phía tòa đại điện thứ ba thật nhanh hồ bất quy thầm giật mình cửa sau của tòa đại điện thứ ba không ngờ cũng nổ tung ra hồ bất quy mở ra con mắt thứ ba trên mi tâm lập tức nhìn thấy tình hình cánh cửa sau của đại điện nổ tung hắn là thần tộc ba mắt con mắt thứ ba của thần tộc ba mắt là mắt thần trời sinh mắt thần này vô cùng lợi hại thấy rõ âm u nhìn lên được huyền đô hắn lập tức nhìn thấy được chỗ cánh cửa nổ tung hiện ra bóng dáng của tần mục đang bay nhanh lên ở giữa không trung thân thể của tần mục trong tư thế ngồi xồm hai cánh tay giang ra một chân đạp ở trên ngực của một nông phu cường tráng giống như là chim ưng đói vồ mồi âm uhm. tần mục giẫm nông phu cường tráng kia xuống đất khí lưu cuồng bạo cuốn ra bốn phương tám hướng bị hắn giẫm xuống dưới chân chính là cổ sư bá sắc mặt của hồ bất quy cổ quái thầm nghĩ vị cổ sư bá này không thích dùng quyền ý tinh thần tới chém giết mà thích tự mình ra trận Thời điểm hắn đánh chúng ta chính là tự phong tu vi, phong ấn thiên cung và thần kiều thần tàng của mình lại, chỉ có điều hắn hình như gặp phải cái đầu gai. Nghĩ tới vị cổ sư bá kia, xương khớp trên người hắn lại bắt đầu thấy đau. Trải qua một cửa ải kia của cổ sư bá là một cửa khó chịu đựng được nhất, hồ bất quy thắng được cũng rất khổ cực. Nhưng vừa rồi khi tần mục vừa đối mặt lại lại đánh bay cổ sư bá ra khỏi đại điện, đạp cổ sư bá rơi xuống đất, tốc độ thật nhanh, hồ bất quy và một nam tử khác không nhịn được giật mình. Tần mục với khí thế giống như tuấn mã. Một đường sông qua ải, sông qua hơn 10 tòa đại điện, rất nhanh lại đánh tới giao trì. Những đông phu nông phụ chấn thủ giao trì kia có thực lực còn mạnh hơn, cảnh giới càng cao hơn, cảnh giới cao đại biểu cho thiên phú của bọn họ cao, bỏ ra cố gắng càng nhiều hơn. Nhưng tần mục đi tới đó không ngờ thấy sông tới lại không giảm chút nào, tiếp tục lấy tốc độ khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, phá mỗi một đại điện. Đó là võ đạo thông thần của hắn sao? Hồ Bất Quy và một nam từ khác vừa mới nghĩ tới đây đã thấy tần mục từ trong cửa sau một tòa đại điện cuối cùng của giao trì trong bay ra, phía sau lưng hắn là khí huyết xuyên qua trời cao, bước chân của hắn lại rơi vào trên giao trì, đạp sóng chạy về phía trảm thần đài. Trảm thần đài ở phía trên cao, tên là đài, thật ra giống như là một đoạn núi ngọc với những bậc thang dài tới mức không đếm hết. Bọn họ gần như không nhìn thấy rõ được bóng người của tần mục, chỉ có thể nhìn thấy được khí huyết cầu vồng xẹt qua bầu trời, bằng tốc độ kinh người lao thẳng đến đỉnh núi. Ta không chịu nổi nữa, trên trảm thần đài, đột nhiên có giọng nói của nữ tử này truyền đến hồ bất quy và một nam tử khác vội vàng xoay người nhìn về phía trên đài nữ tử kia quay đầu lại thản nhiên cười trong nụ cười mang theo sự ái náy hồ sư huynh lỗ sư huynh kiếp sau nơi cổ của nàng hiện ra huyết quang nguyên thần và cả thân thể đã bị hai đạo huyết quang chém qua đầu hồ bất quy và vị lỗ sư huynh kia lộ ra sắc mặt buồn bã sư muội đi bình an nhưng vào lúc này một bóng người chạy như bay qua bên cạnh bọn họ tạo ra một cơn lốc khiến trang phục của hai người bay lên bóng người kia chính là tần mục hắn không ngừng bước chân leo lên trạm thần đài chỉ một chỉ nhưng thấy trong trạm thần đài đột nhiên có bóng tối điên cuồng phun ra mặt đất hiện ra bóng tối u đô nguyên thần của nữ tử kia đã đầu thân đã tách rời đang ngã về phía u đô hai tay hắn tung bay mười ngón chớp động từng văn tự kỳ lạ huyền diệu không ngừng từ đầu ngón tay hắn lao vọt ra hóa thành các loại văn tự u đô kỳ lạ xoay quanh cổ của nữ tử kia những văn tự kỳ lạ cổ quái này tổ hợp lại hóa thành từng phù văn của u tối nghĩa khó hiểu lần lượt khắc ở trong cổ của nữ tử kia bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim cùng lúc đó đầu nguyên thần của nàng cũng tự bay tới không ngờ cùng thân thể nguyên thần không đầu của nàng liên kết lại thân thể của nàng muốn ngã nhào ngã về phía chạm thần đài nhưng lại không hề ngã xuống máu tươi từ trong cổ trên thân thể của nàng chảy ra cũng bị hai đường huyết quang này hấp thu nhưng lại chưa từng chảy ra ở trong trước mắt ngắn ngủi đó không ngờ có vẻ khá dài như vậy thời gian ở trong một chớp mắt này dường như dừng lại nơi cổ của tần mục có máu thịt điên cuồng phun ra không ngờ lại dài ra hai cái đầu dưới nách lại có bốn cánh tay thò ra từng cánh tay đều đang thi pháp đầu của nữ tử kia không ngờ dưới từng vòng phù văn tạo hóa bay xung quanh lại bay phía cổ của nàng rơi vào trên cổ của nàng bất chợt tất cả phù văn chớp hiện ánh sáng trở nên vô cùng mạnh mẽ ánh sáng bạo phát ra khiến cho hai người dưới đài khó có thể thấy rõ tình hình trên đài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được tần mục với trạng thái ba đầu sáu tay đứng ở nơi đó nhẹ nhàng nâng tay u đô trên đài đã biến mất mà bóng dáng nữ tử kia đang ngã nhào không ngờ ngừng lại sau đó giống như là thời gian chảy ngược vậy bóng người nàng ngã xuống lại khôi phục lại trạng thái đứng ánh sáng tàn đi tần mục giơ tay lên bấm tay bắn ra nữ tử kia bằng tốc độ kinh người bị hán bắn ra khỏi trạm thần đài trên trạm thần đài hai đường huyết quang mất đi mục tiêu hình như trở nên hung bạo tức giận xoay tròn xung quanh cổ của tần mục trạm thần huyền đao bản thân ta lại có một cái. Tần mục cười ha ha, thanh đao này còn không chém được ta, nói gì tới hai đạo huyết sát bị áp chế đến cảnh giới sinh tử, khí huyết ở chỗ cổ của hắn điên cuồng phun ra, giống như có con rồng lớn quay quanh, tổ long bắt âm vang lên, tiếng rồng ngâm vang lên không dứt, không ngờ ép mở huyết đao do chạm thần huyền đao ra, tần mục giơ tay lên, đầu ngón tay liên tiếp điểm tới, từng tiếng đinh 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 vang lên giòn giã, hai đạo huyết sát này bị hắn đánh cho không ngừng lui lại, tần mục xài bước đi qua chạm thần đài lúc này hai đạo huyết sát mới bỏ qua hắn đột nhiên tăng lên hóa thành hai vòi rồng huyết sát giống như là hai con rồng máu dãi rủa thân thể ở trên trạm thần đài trong lòng hồ bất quy hoàng sợ thất thanh nói tần lão đệ thần thông thân thể của người đã đạt tới thông hiểu đạo lý cũng luyện thành vũ hồn tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy bây giờ mới chỉ có 10 ngày tần mục ở trạm thần đài bên kia xấu hổ cười khiêm tốn nói thực không dám giấu giếm ta là phách thể học cái gì cũng rất nhanh ta từ nhỏ đã như vậy học mà chậm ra trường lại nói ta làm mất thể diện của phách thể đây đã là rất chậm rồi phách thể hồ bất quy cùng lỗ sư huynh đưa mắt nhìn nhau khẽ nói là thể chất của thần tộc nào vậy hai người giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc bọn họ ở lâu bên trong trừ thiên của đấu ngưu giới rất ít khi ra ngoài hiểu biết của bọn họ đối với giới bên ngoài gần như là con số không năm đó hồ bất quy theo phụ mẫu ở bên ngoài rèn luyện sau khi định cư tại đấu ngưu giới lại trưng cần khổ luyện chưa bao giờ từng đi ra ngoài lỗ sư huynh từ thuở nhỏ đã sinh sống ở nơi này bởi vậy bọn họ cũng không biết về lời đồn đại của phách thể trên thực tế trước khi tần mục đi ra khỏi đại khư người đời gần như không có ai nghe nói qua về phách thể mãi đến khi mấy năm gần đây mới dần dần có người biết được nhưng bọn họ biết cái gì là phách thể người có thể nói ra đủ căn nguyên lại không nhiều dù sao thôn trưởng cũng là người thành thật rất ít chủ động nói chuyện phách thể với bên ngoài bên cạnh tần mục nữ tử kia còn chưa hoàn hồn vội vàng xoa xoa cổ của mình vẫn không phục hồi lại tinh thần Tần Mục quay đầu lại cười nói: Tỷ tỷ mới vừa rồi tỷ tỷ bị trảm thần huyền đao trên trảm thần đài cắt mất đầu, chém nguyên thần. Ta sử dụng pháp thuật của U đô và thần thông tạo hóa giúp tỷ nhận trở về. May là ta tới cũng nhanh, trảm thần huyền đao chưa kịp hút đi khí huyết toàn thân của tỷ, bằng không ta chỉ có thể cứu trở về nguyên thần của tỷ. Muốn cứu thân thể tỷ cũng có chút khó giải quyết. Nói vậy, ta còn cần điều chế dược luyện đan. Túi thao thiết của ta còn đang phải để ở chỗ của rồng béo, muốn đi một chuyến sẽ phải tốn không ít thời gian. Lúc này. Nữ tử kiên ni mới tỉnh ngộ lại, vội vàng cảm ơn, nói: "Thiếp thân là Tư Mai Tuyết, đa tạ sư đệ đã cứu." Tần Mục vội vàng nói: "Tỷ tỷ, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sao cần phải nói như vậy? Chờ một chút, trên cổ của tỷ còn có một vết máu, ta tinh thông thuật chú nhan, giúp tỷ tỷ xóa tan vết máu này ra." Tỷ tỷ không nên cử động, Tư Mai Tuyết phì cười nói: "Miệng ngươi thật sự ngọt, nhưng nếu không phải tỷ tỷ đã thành thân lại còn có hai hài tử, nhất định bỏ chạy với ngươi." Tỷ tỷ đừng nói chuyện, Tần Mục lộ ra thần thái nghiêm túc đầu ngón tay bắn ra phù văn rất nhỏ, thận trọng chữa trị đường máu ở chỗ cổ của nàng, khẽ nói, ta sử dụng pháp thuật rất khó giúp tỷ hoàn toàn xóa đi vết máu, cần dùng đến linh dược luyện thành thuốc mỡ bồi lên mới được, đáng tiếc là túi thao thiết không ở nơi này. Cánh tay hắn để trần cách tư mai tuyết rất gần, khiến cho tư mai tuyết cảm thấy có chút không tự nhiên, thầm nghĩ, thành thân quá sớm, ban đầu ta đáng lẽ nên cẩn thận chọn lựa mới đúng. Tần mục giúp nàng trị liệu một hồi, sau đó thở phào một cái, cười nói, vết máu này của tỷ tỷ đã phai nhạt đi một chút chờ lát nữa rời khỏi nơi này ta lại luyện mấy loại thuốc mỡ tỷ thường xuyên bôi vào cũng sẽ không lưu lại vết tích gì nữa còn nữa vừa rồi ta giúp tỷ tỷ nối cái đầu vẫn không thể dùng quá sức nếu dùng quá sức có khả năng lại đột nhiên rơi xuống từ mai tuyết bị dọa cho giật mình vội vàng ông lấy cổ của mình không dám nhúc nhích cười gượng nói cửa ải chạm thần đài này ta vốn không qua được được nghiên cứu trái lại thành qua ngọc kinh phía sau ta lại càng đừng mong mơ tưởng tới được căn bản là không qua được, đều còn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đợi lát nữa ta đi cùng các ngươi, nhưng không tiến vào Ngọc Kinh, đối diện Trảm Thần Đài, Lỗ Sư huynh đã lấy lại bình tĩnh, sải bước leo lên Trảm Thần Đài, hắn còn chưa đứng vững, hai đạo huyết sát trên Trảm Thần Đài lại hóa thành huyết quang cuốn đến, Lỗ Sư huynh vội vàng cong ngón tay bắn tới, cố gắng hất văng huyết sát ra, hắn học tập biện pháp của Tần Mục, lúc trước Tần Mục chính lấy tổ long bát âm chấn động khí huyết, ép mở huyết sát nhanh chóng xoay tròn quấn ở trên cổ ra sau đó lấy chỉ lực ép huyết sát lui lại nhưng hắn còn đánh giá thấp uy lực của huyết sát đầu ngón tay của hắn vừa bắn lên trên huyết sát chỉ nghe xoẹt một tiếng đầu ngón tay đột nhiên thiếu một đoạn trong lòng lỗ sư huynh thầm cả kinh vội vàng lăn về phía sau ngay vào lúc này huyết sát đã quấn lấy cổ của hắn lỗ sư huynh lăn về phía dưới đài lúc rơi xuống đất trên cổ đã không có đầu từ mai tuyết vẫn đang nói tần mục ở bên cạnh đã biến mất sau một khắc tần mục xông qua chạm thần đài ép lui huyết sát nhấc đầu của lỗ sư huynh lên làm đúng theo cách trước đó, đưa đầu tới trên cổ của lỗ sư huynh, an ủi, yên tâm, đầu tạm thời rời khỏi thân thể cũng sẽ không có trở ngại, nhưng không thể rời đi quá lâu, quá lâu lại sẽ chết. Ta từng nghe phủ quân của Udo nói, sau khi chết 7 ngày đầu còn có thể hoàn dương, ngươi còn không tính là chết thật sự, còn có thể sống lại, không nên động, ngươi còn có một đầu ngón tay chưa nối lại đâu. Hồ Bất Quy ho khan một tiếng, nhắc nhở, tần huynh đệ, lỗ sư huynh là người của Vũ La Tộc, ngươi gắn ngược đầu của hắn, hắn là muốn nhắc nhở ngươi, hắn trước sau đều có mặt, nhưng phần ra trước và sau, ngươi xem trên cổ hắn có phần báo lại biết, phần báo nhỏ hơn là mặt trước, báo phần to hơn là mặt sau. Tần mục nhìn một chút, sắc mặt ửng đỏ, đột nhiên nguyên khí hóa thành một đường kiếm quang cắt đầu của lỗ sư huynh xuống, lỗ sư huynh kinh hãi gần chết, cũng may tần mục thay đổi phương hướng một chút, lại giúp hắn nối trở lại, lúc này hắn mới thở phào một cái, hai mắt của tần mục lấp lánh có thần, lộ ra vẻ cổ vũ, sư huynh nếu không sư huynh lại thử một lần nữa, lần này ngươi đi chạm thần đài bên kia lăn qua bên kia, cùng lắm là bị chém đầu, ta còn có thể giúp sư huynh nối trở lại, như vậy ngươi lại xem như là qua được cửa ải. Lỗ sư huynh liền vội vàng lắc đầu, cười gượng nói, không cần, ta thử qua một lần, thực lực của ta không đủ để vượt qua chạm thần đài, vẫn ở chỗ này chờ các ngươi trở về thôi, ta nhớ tới nhà ta còn có thể nhi già trẻ. Hắn mặc dù ôm tâm tư hẳn phải chết quyết tâm tham dự lần rèn luyện này, nhưng hơi một tí lại bị chém rơi đầu tuy rằng có thể đón về, nhưng tư vị lại làm cho hắn khó có thể chịu được được. Tần mục cũng không miễn cưỡng, lại đi qua trên trảm thần đài một lần. Hồ bất quy nhất chân lên, từng bước một leo lên trảm thần đài, lỗ sư huynh và tư mai tuyết khẩn trương nhìn hắn. Hồ bất quy là hy vọng cuối cùng của đấu ngưu giới, nếu hắn cũng không có cách nào đi qua trảm thần đài, đấu ngưu giới đúng là bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có một người ngoài là tần mục này đi qua trảm thần đài, mặt mũi của võ giả của đấu ngưu giới sẽ không còn sót lại chút gì. Tần mục cũng nhìn về phía trên đài, chỉ thấy Hồ Bất Quy đi từng bước một, không nhanh không chậm đi về phía trước, hắn hình như không có động tác dư thừa, giống như là đang tản bộ vậy, mà ở bốn phía xung quanh hắn lại xuất hiện hơn 10 người Hồ Bất Quy, xuất kích về bốn phương tám hướng, dường như ở trong một tích tắc này, hắn nắm giữ mười mấy phần thân vậy, thế tấn công của hắn giống như sấm xét, ép lui sát khí đỏ như máu, khiến cho huyết sát căn bản không có cách nào tới gần người, những ảo ảnh cũng không phải là phân thân mà tốc độ hắn xuất kích quá nhanh theo mắt thường dường như trong lúc đó có mười mấy bóng dáng của hắn xuất hiện ở xung quanh điều khiến tần mục bội phục nhất vẫn là hồ bất quy thoạt nhìn giống như đang không nhanh không chậm đi đây mới là chỗ đáng sợ trong võ đạo của hắn vũ hồn nhập đạo chính là võ đạo hồ bất quy chắc là sắp dùng võ nhập đạo tần mục có chút nghi ngờ thời điểm ở dưới nam thiên môn thực lực của hồ bất quy không có mạnh mẽ giống như hiện tại hắn cũng không có làm được dùng võ nhập đạo bây giờ hắn lại giống như là bước chân vào sát biên giới của vũ hồn nhập đạo hồ huynh thật sự là thiên tài tần mục không nhịn được tán thưởng thầm nghĩ ta là dựa vào lực lĩnh ngộ của phách thể mới có khả năng trước khi trưởng thành tìm hiểu ra công pháp nhập đạo kiếm pháp nhập đạo của mình nhưng hắn lại là dựa vào bản lĩnh thật sự của mình tìm hiểu ra dùng võ nhập đạo tài học như vậy khiến người ta phải khâm phục hắn lại không biết mặc dù hồ bất quy có thể ở trên trảm thần đài làm ra đột phá thật ra còn phải tính công cho hắn hắn cùng với tần mục là bạn không phải địch không phải là đối thủ nhưng trong lòng hồ bất quy cũng không nhịn được sinh ra tâm tư âm thầm so đấu tần mục không chỉ có mang đến cho hắn áp lực cũng cho hắn động lực thậm chí cho hắn linh cảm khiến cho hắn khích lệ mình tiến thêm một bước làm ra đột phá lại giống như năm đó tần mục ở thượng du của kim giang vô tình gặp được hư sinh hoa ở trong thuyền hoa vậy hai người vô tình gặp nhau trên thuyền lấy trà thay rượu tần mục cảm nhận được áp lực của giả phách thể biến áp lực thành động lực khiến cho hắn rơi vào trạng thái ngộ đạo cùng linh dục tú khai sáng ra nguyên thần dẫn trạng thái của hồ bất quy cũng là như vậy tần mục khẩn trương nhìn chăm chú vào từng hành động cử chỉ của hồ bất quy ở trên trạm thần đài lúc này là thời điểm vô cùng mấu chốt nếu hồ bất quy ngộ đạo bị người khác cắt gãy nếu muốn lại một lần nữa đi vào loại trạng thái ngộ đạo này chính là khó như lên trời bổ sung toàn bộ phần mình thiếu sót trong lúc ngộ đạo là khó khăn nhất về điểm này tần mục đã được lĩnh hội đầy đủ hắn đã từng bị người cắt ngang quá trình ngộ đạo khi đó hắn từ trong tay phược nhật la chạy trốn ra được trên đường từ lãnh địa ma tộc chạy tới ly thành hắn không tự chủ được tiến vào trong trạng thái ngộ đạo nhưng bị cao thủ của ma tộc bao vây tấn công mạnh mẽ phá tan trạng thái ngộ đạo của hắn trạng thái ngộ đạo có thể gặp lại không thể cầu cho dù thần ma có thọ nguyên vô tận quan sát cả một đời người tiến vào trạng thái ngộ đạo cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay cho dù là tài năng ngút trời cũng sẽ không vượt quá 10 lần ta là một phách thể cũng chẳng qua là ba bốn lần mà thôi ánh mắt của tần mục chăm chú nhìn vào bóng người của hồ bất quy người này tuyệt đối là thiên tài võ đạo chỉ tiếc là trạm thần đài cũng không quá lớn hắn rất nhanh lại đi ra khỏi trạm thần đài đi ra khỏi trạm thần đài không có hai đạo huyết sát ở bên ngoài uy hiếp áp lực trượt giảm lại sẽ khiến cho hồ bất quy từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại trước đây tần mục bị đánh gãy trạng thái ngộ đạo là bởi vì áp lực đột nhiên tăng lên áp lực đột nhiên tăng trượt giảm đều sẽ phá tan trạng thái ngộ đạo cuối cùng hồ bất quy từ trên trạm thần đài đi xuống ý chí chiến đấu của tần mục dâng lên ngập trời đột nhiên công kích về phía hồ bất quy từ mai tuyết kinh ngạc la lên thất thanh đang muốn ngăn cản tần mục sau một khắc tần mục hiện ra ba đầu sáu tay ba quyền hai chân đã đánh nàng bay ra ngoài ầm một tiếng từ mai tuyết bị đập vào trên tường thành của ngọc kinh nàng vội vàng ôm lấy đầu của mình để tránh đầu rơi xuống trong lòng thầm kinh ngạc nghi ngờ không thôi vì sao tần huynh đệ lại ra tay với hồ sư huynh tần mục nhanh chóng di chuyển thân hình lưu lại từng huyễn ảnh thâu thiên thần thối bị hán phát huy đến mức tận cùng sáu tay tung bay tốc độ công kích cực nhanh khiến cho người ta không kịp nhìn hắn phải tạo áp lực cho hồ bất quy khiến cho hồ bất quy duy trì trạng thái ngộ đạo hoàn thành dùng võ nhập đạo hồ bất quy vẫn đang đi về phía trước tốc độ công kích càng lúc càng nhanh chống đỡ tất cả công kích của tần mục hắn lưu lại tàn ảnh cũng càng lúc càng nhiều thần thông thân thể bạo phát ra uy lực cũng càng lúc càng mạnh tần mục vốn đang khống chế uy lực của chiêu thức của mình nhưng rất nhanh hắn cảm giác được lực phản kích của hồ bất quy đang nâng cao kịch liệt ánh mắt hắn không khỏi nhất thời sáng lên hắn công kích ra chiều thức cũng càng lúc càng mạnh, tiếp tục đè ép hồ bất quy, muốn nghiền ép ra càng nhiều tiềm năng của hắn hơn nữa. Tàn ảnh xung quanh hồ bất quy đã đạt tới hơn trăm cái, số lượng vẫn đang gia tăng, nhưng hắn vẫn có thể duy trì phong thái không nhanh không chậm đi tới. Hai người đánh ngọc kinh, sát nhập vào trong bầu trời của thành thị này, từ mai tuyết một tay che chở cho cái cổ của mình, tay kia công kích về phía tần mục, đột nhiên lại có những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, nàng bị tần mục một quyền đánh bay ra khỏi ngọc kinh, trong lòng ủy khuất vạn phần ngươi còn gọi ta là tỷ tỷ hạ thủ vẫn nặng như vậy hai người xông vào trong tòa thần điện đầu tiên của ngọc kinh thành trấn thủ thần điện chính là một vị nông phụ trong thôn tuy là nữ tử nhưng nàng lại có một loại phong độ của đại tướng khi nhìn thấy hai người đánh tới nàng đang muốn ra tay đột nhiên hiểu được dụng ý của tần mục lập tức ngăn chặn khí huyết của toàn thân và tu vi không làm kinh động tới hai người mặc cho bọn họ đi qua tòa đại điện này hồ bất quy dùng võ nhập đạo nói không chừng sẽ là người đầu tiên lấy cảnh giới sinh tử bay vượt qua thiên cung nông phụ này chấp hai tay sau lưng ánh mắt giống như ánh sao chớp động nhìn hai người bọn họ đánh nát cửa sau của đại điện khẽ nói không hắn sẽ là người thứ hai bởi vì nàng đi ra khỏi cửa sau của đại điện bị tàn phá không chịu nổi nước mắt nhìn lên lăng tiêu vào điện cao cao tại thượng hắn cũng không có thần kiều võ đạo có một ngọn núi không thể vượt qua hắn chính là ngọn núi này hắn mới là người đứng đầu võ đạo nông phụ này đi thẳng về phía tòa thần điện ngọc kinh tiếp theo thần chỉ trấn thủ trong tòa thần điện này cũng cũng là một nông phu trong làng phu nhân thần chỉ trấn thủ nơi đây nhìn thấy nàng đi đến khẽ gật đầu tiếp tục nhìn về phía tần mục và hồ bất quy đang chiến đấu kịch liệt ở trong điện hai người đứng chung một chỗ bọn họ là phu thê năm đó khai hoàng thiên đình bị hủy diệt đấu vũ thiên sư làm chủ tướng trong trận chiến tranh dẫn đầu cường giả đấu ngư thiên cung nghênh chiến trong trận chiến ấy tràn ngập rất nhiều biến cố khiến cho bọn họ đến nay cũng nghĩ mãi vẫn không hiểu được tốc độ khai hoàng thần chiều bị hủy diệt cực nhanh khiến cho những chiến thần bọn họ mờ mịt lại cảm giác vô cùng bất lực trận chiến ấy qua đi chiến thần của đấu ngưu thiên cung bị tử thương vô cùng nghiêm trọng chỉ còn lại có trên dưới 100 người đấu vũ thiên sư nản lòng thoái chí dẫn theo bọn họ tìm được những hài tử mồ côi của các chiến thần chết trận dấu đấu ngưu thiên cung ở sâu bên trong đại khư những chiến thần bọn họ lại biến thành mỗi một nông dân làm ruộng có người lập gia đình nhưng có rất ít người sẽ sinh con dưỡng cái bởi vì từ nữ cảnh giới thần kiều đã không còn tồn tại khó thoát khỏi cái chết bọn họ không muốn nhìn thấy nữ nhi nhi tử của mình tử vong huy hoàng đã qua đã biến thành một đoạn hình ảnh trong cuộc đời bây giờ bọn họ chỉ là một đám nông dân cày ruộng trồng trọt chỉ có khi một lần nữa tiến vào đấu ngư thiên cung nhìn thấy được chiến hữu các đời sau vẫn cất sự ý chí chiến đấu dâng trào lại còn có thể khiến cho bọn họ nhớ lại những năm tháng năm xưa tần mục cùng hồ bất quy sông đến nơi đây hai người giao phong càng nhanh chóng và mãnh liệt phát huy ra hai chữ đấu võ đến vô cùng nhuẩn nhuyễn thân thể cơ bắp nguyên thần nguyên khí của bọn họ đều chặt chẽ giống như một mỗi người có pháp môn luyện thể và pháp môn phát lực đặc biệt của riêng mình. Thần thông võ đạo cũng thần thông thân thể thuộc về trường phái chiến kỹ, thần thông thân thể là bạo phát ra lực lượng của thân thể, không phải là tu luyện pháp thuật, nhưng uy lực thân thể bạo phát ra lại phải vượt quá uy lực của pháp thuật thần thông. Mà thần thông võ đạo lại cần phải đi vào trình độ dùng võ nhập đạo, hiện nay người trên đời có thể làm đến bước này thực sự không nhiều. Ở dưới áp lực của tần mục ép xuống, hồ bất quy cách cảnh giới này càng lúc càng gần, uy lực chiến kỹ của hắn càng lúc càng mạnh, dần dần trái lại tạo thành áp lực rất lớn cho tần mục khiến cho tần mục ở trong giao đấu cũng đang không ngừng sửa đổi chiến kỹ của mình có thể thi triển ra ba đầu sáu tay mạnh mẽ như thế hắn hẳn là được chân truyền phụ nhân kia nói hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều thần ma ba đầu sáu tay của thiên đình chỉ có điều không có tìm hiểu ra dùng võ nhập đạo cuối cùng khó có thể địch nổi hồ bất quy nông phu bên người nàng nói hồ bất quy quả thật rất mạnh có thể ngăn cản được ba đầu sáu tay công kích thậm chí lực lượng phản công càng lúc càng mạnh Thực lực và cảm ngộ của hắn đã đến trình độ dùng võ nhập đạo, hắn tiến bước thật sự nhanh, trong lòng phụ nhân kia cũng có cảm giác tương tự, tốc độ của hồ bất quy tiến bộ quá nhanh, lúc hắn trở lại đấu ngưu giới đã thức tỉnh linh thai, không được mọi người coi trọng, mọi người trong đấu ngưu giới đều cho rằng hắn đã tàn phế, không có cách nào luyện thành vũ hồn, nhưng hồ bất quy lại hết lần này tới lần khác luyện thành, hắn không chỉ luyện ra vũ hồn, thậm chí sau 10 năm, hắn bước trước tất cả bạn cùng lứa tuổi một bước luyện thành nguyên thần của võ đạo, mà bây giờ hắn lại vượt qua tất cả mọi người, dùng võ nhập đạo. Loại thiên tư thiên phú và cố gắng này thật sự có thể nói là có một không hai, rất hiếm có. Tần mục cùng hồ bất quy xông ra tòa thần điện này, cửa sau của thần điện bị đánh đến nát bấy. Hai vợ chồng đều cảm thấy bất đắc dĩ, phụ nhân kia cười nói, hậu điện của ta cũng bị đánh đến hỏng bét. Chúng ta đi tới ngôi đại điện tiếp theo, nơi đó là nơi Điền Sư Huynh chấn thủ. Điền Sư Huynh tính tình nóng này, ta sợ hắn sẽ ra tay với hồ bất quy, cắt ngang quá trình ngộ đạo của hắn hai vợ chồng vội vàng chạy xuống một ngôi đại điện phía dưới tần mục và hồ bất quy đã xông đến nơi đây nhưng thần chỉ trấn thủ điện này lại không trực tiếp ra tay mà lặng lặng nhìn hai người này một đường đánh xuyên qua thần điện của mình đấu ngưu giới nhiều năm nay chưa từng xuất hiện qua người tuổi trẻ dùng võ nhập đạo vị thần chỉ họ điền kia lộ ra thần sắc kích động theo hai phu thê đi ra khỏi cung điện theo tần mục và hồ bất quy đi về phía trước khẽ nói dùng võ nhập đạo quá khó khăn so với phương thức nhập đạo khác sẽ khó khăn hơn không biết gấp bao nhiêu lần hiện tại cuối cùng cũng chờ được một vị thiếu niên như vậy bọn họ đều có thể nhìn ra được tần mục đối chiến với hồ bất quy nhưng thật ra là có lòng tốt là để cho hồ bất quy duy trì trạng thái ngộ đạo cho nên bọn họ đều không có quấy dày dần dần tần mục cùng hồ bất quy gần như muốn đánh xuyên qua 36 điện của ngọc kinh thành số lượng thần chỉ đi theo phía sau cũng càng lúc càng nhiều tất cả đều chú ý một trận chiến này của hai người đột nhiên khí tức của hồ bất quy tăng vọt ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời sáng lên thần sắc khẩn trương hiện tại Chính là thời kỳ mấu chốt nhất của Hồ Bất Quy, có thể bước ra bước này hay không, lại chính là ở một lần hành động này, nhưng vào lúc này, tất cả tàn ảnh của Hồ Bất Quy biến mất, trong nháy mắt trước khi những tàn ảnh biến mất, mỗi một tàn ảnh đều đang thi triển ra thần thông thân thể khác nhau, mỗi một loại chiêu thức đều hoàn toàn khác biệt. Tiếp theo, những ảo ảnh này trùng hợp lại với thân thể Hồ Bất Quy, tất cả thần chỉ quan sát một trận chiến này đều cảm thấy lông tóc trên người nổ mạnh, từng sợi tóc gáy đứng lên, bọn họ không tự chủ được làm ra loại phản ứng cơ năng thân thể đây là phản ứng bản năng của người tập võ đối với võ đạo bọn họ ở trên phương diện thần thông thân thể đều có thành tựu kinh thiên động địa nhưng mặc dù tu luyện công pháp cao thâm nhưng trước sau không có cách nào bước ra một bước dùng võ nhập đạo này từ chất ngộ tính của bọn họ có hạn tiềm lực cũng bị đào sạch sẽ mặc dù cảm ứng được võ đạo ở phía trước chỉ kém một bước qua cửa nhưng trước sau bọn họ lại không có cách nào đi vào cánh cửa này ở trong một khắc khi hồ bất quy tiến vào cánh cửa võ đạo không khỏi khiến cho khí cơ của bọn họ giao cảm thân thể của hồ bất quy thoáng một ngồi xồm khí cơ bạo phát tần mục ở phía đối diện không nhịn được cảm thấy sờn tóc gáy trong nháy mắt loại khí cơ đáng sợ này lại khiến cho hắn cảm giác được tử vong tới gần hắn không cần nghĩ ngợi lập tức lại muốn thi triển ra khai kiếp thức thứ nhất trong kiếp kiếm của mình để ngăn cản nhưng lại cố gắng kiềm chế uy lực của khai kiếp kiếm quá mạnh mẽ là một đòn chắc chắn phải chết lần này mục đích của hắn là thông qua thử thách võ đạo của đấu vũ thiên sư quang minh chính đại cứu tiểu phu thánh nhân trở về ta là đệ tử của tiểu phu lão sư đấu vũ thiên sư luôn luôn coi thường tiểu phu lão sư như vậy phần mặt mũi này ta phải thay tiểu phu lão sư kiếm về hắn vừa mới nghĩ tới đây uy lực một đòn này của hồ bất quy dĩ nhiên bạo phát tốc độ thần thông võ đạo bạo phát nhanh tới mức thần kỳ nhanh đến mức đủ để sánh ngang với trình độ một kiếm khai kiếp của từng mục tốc độ của loại thần thông này bạo phát phải lớn vượt xa thần thông của tề cửu nghi thậm chí so với đao đạo của chiếc hoa lê còn nhanh hơn gần như làm cho không người nào có thể kịp phản ứng phong hám tùng đào chấn sơn cốc hắn đánh ra một quyền này vô cùng đơn giản, nhưng sau khi một quyền này đánh ra, tần mục lại nhìn thấy được quyền ý tinh thần biến thành tàn ảnh, chiêu pháp thần thông khác nhau hình thành liên tiếp tàn ảnh từ trong cơ thể hồ bất quy ra ngoài. Tần mục phát động phách thể tam đan công, ba đầu sáu tay, sáu tay của hắn thi triển ra các loại thần thông thân thể mạnh mẽ chống đỡ, trong nháy mắt vừa tiếp xúc, hắn lại cảm giác được lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng được vọt tới, giống như bẻ gãy nghiền nát đánh tan đánh lực lượng thân thể mình. Cánh tay hắn chấn động, tê dại, xương cốt chấn động, nguyên thần cũng chấn động, nguyên khí gần như khó có thể tập trung. Từ trong một chiêu này của hồ bất quy truyền đến tinh thần võ đạo trùng trùng điệp điệp, tiến quân thần tốc, dốc hết sức phá vạn pháp, chính là khí thế mạnh mẽ, làm cho không người nào có thể địch nổi. Hắn đã làm được trở lại nguyên trạng, tập trung võ học vạn pháp trong cùng một quyền, một quyền nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng trong quyền cách dấu biến hóa lại khó có thể tưởng tượng được. Tần mục lui về phía sau, hét dài không thôi, phát kiệt hết khả năng của mình, thi triển ra thần thông thân thể mình đã học qua trọng quyền của mã gia giống như tu di sơn đồ tể cắt ra bầu trời giả tạo chân của người quay nhanh như tia chớp còn có các loại thần thông của các đời nhân hoàng thiên địa ấn của sơ tổ thần thông phật môn của đế thích thiên vương phật tất cả đều bị hắn thi triển ra hắn phá vỡ đạo tàn ảnh thứ nhất của hồ bất quy nhưng đạo tàn ảnh thứ hai đã theo sát đó lao đến tần mục tiếp tục lui về phía sau phiến đá dưới chân nổ tung hắn giống như là một người vừa mới học được võ học điều động tất cả lực lượng của mình kích phát ra vũ hồn của mình tập trung tất cả lực lượng ở trong thân thể của mình đối đầu với hồ bất quy tốc độ thi triển ra thần thông thân thể vốn đã nhanh hơn so với pháp thuật thần thông hắn dùng trạng thái ba đầu sáu tay tốc độ thi triển ra thần thông thân thể càng nhanh hơn người bình thường gấp ba lần hơn nữa bước chân của tần mục liên tục hoạt động biến hóa trong nửa bước thân thể lại xoay tròn một phần ba một cánh tay khác vừa vạn bạo phát ra thần thông nghênh đón một chiêu thần thông võ đạo này của hồ bất quy hắn giống như là một con quay điên cuồng xoay tròn về phía sau trong khoảnh khắc lui về phía sau hơn 10 dặm, đập xuyên qua cửa sau của từng đại điện, đánh xuyên qua từng tòa đại điện. Trong nháy mắt này, sáu tay của hắn thi triển không biết bao nhiêu loại thần thông thân thể, tiềm lực của bản thân thoáng cái bị tăng lên tới cực hạn, lúc trước khí huyết như cầu vồng, mà bây giờ khí thế khí huyết của hắn hừng hực tràn ngập bầu trời, mà hồ bất quy lại đứng ở nơi đó vẫn là phong thái đánh ra một quyền, mà ở trước người hắn từng tàn ảnh thi triển ra các loại khác nhau thần thông thân thể, hoặc quyền hoặc chân, mỗi một loại chiêu pháp đều không giống nhau từng tàn ảnh điên cuồng lan tràn về phía trước tốc độ cực nhanh trong chớp nhoáng này tốc độ hai người công thủ đã vượt quá tưởng tượng mãi đến khi tần mục rời khỏi ngọc kinh thành thần thông thân thể của bọn họ bạo phát ra tiếng sớm lúc này mới chuyển vào trong tay các thần chỉ của ngọc kinh thành giờ phút này nói ra có phần chậm nhưng thực sự chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt từ khi hồ bất quy bạo phát một quyền này đến khi tần mục rời khỏi ngọc kinh cả đoạn đường dài đến mười mấy dặm chỉ ở trong chớp mắt ngắn ngủi đó trong chớp nhoáng này Tần Mục thi triển ra vô số thần thông thân thể, sau khi hắn bị thần thông võ đạo lớn của Hồ Bất Quy ép ra khỏi Ngọc Kinh Thành, lưu lượng ẩn chứa trong vết chân liên tiếp lưu lại trên mặt đất của hắn lúc này mới bạo phát, trên mặt đất vô số đá vụn không ngừng nổ tung dọc theo vết chân của hắn, giống như pháo hoa rực rỡ, ầm ầm ầm, từng đóa pháo hoa đá vụn lần lượt bắn ra, một đường nổ ra khỏi thành, nổ đến dưới chân Tần Mục, mà vào lúc này, tất cả tàn ảnh của Hồ Bất Quy chồng chất lên nhau, xuất hiện ở trước mặt Tần Mục uy lực của thần thông võ đạo lớn hoàn toàn bạo phát đây mới là tinh túy trong một chiêu phong hám tùng đào chấn sơn cốc này cho dù người có thể tiếp được liên tiếp công kích biến hóa trước mặt người cũng khó có thể tiếp được uy năng của tất cả tàn ảnh hợp là một thể đi vào thần thông lớn đạo cảnh chính là lợi hại như vậy sức mạnh vô địch dùng võ nhập đạo gian nạn như vậy cho dù là các thần chỉ dưới quyền của đấu vũ thiên sư cũng khó có thể đạt được thành tựu này nhưng sau khi đi vào đạo cảnh tu vi thực lực của nó quả thực có nâng cao nghiêng trời lệch đất trong lòng tần mục hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác trong mắt chỉ còn lại có một quyền hồ bất quy này ngoài hắn ra đã không có vật gì khác nữa khí huyết của hắn lại một lần nữa trở nên cuồng bạo giờ phút này không chỉ là vũ hồn trên thân nguyên thần của hắn cũng tiến vào một loại trong trạng thái thượng võ huyền diệu đó là nguyên thần võ đạo của hắn tiến vào võ đạo có ba bước bước đầu tiên là thức tỉnh vũ hồn bước thứ hai thức tỉnh nguyên thần của võ đạo bước thứ ba chính là tiến quân vào võ đạo lĩnh ngộ thuộc thần thông lớn ở trong võ đạo của mình hắn tốn 10 ngày khiến mình thức tỉnh vũ hồn, mà ở dưới áp chế trong thần thông võ đạo lớn của hồ bất quy, tiềm năng của hắn bạo phát, trong nháy mắt sách thức tỉnh nguyên thần của võ đạo, hơn 10 vị thần chỉ của Ngọc Kinh Thành này đang muốn ra tay thay hắn đỡ một đòn này của hồ bất quy, đột nhiên trước lăng tiêu bảo điện trong Ngọc Kinh Thành truyền tới một giọng nói nặng nề, không thể vọng động, các thần chỉ vội vàng ngừng lại, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thần chỉ đầu châu thân người toàn thân có quang diễm tung bay giống như một vị thần vương đứng sừng sững ở trước lăng tiêu điện quy phong lẫm liệt đó chính là lão nông ngồi trên con trâu già trông rất bình thường kia con trâu kia tất nhiên đã không có hình dạng như khi cày ruộng ánh mắt nó khép mở có thần quang bắn ra bốn phía trầm giọng nói không nên ảnh hưởng hắn dùng võ nhập đạo bây giờ là thời kỳ mấu chốt nhất của hắn dùng võ nhập đạo trong lòng mọi người buồn bực một vị phụ nhân lẩm bẩm nói chính là hồ bất quy đã làm được dùng võ nhập đạo hiện tại hắn chắc hẳn là từ trong dùng võ nhập đạo tỉnh lại chẳng lẽ là các thần chỉ lộ ra vẻ khó tin nhìn về phía nơi tần mục cùng hồ bất quy giao phong nơi đó trong nháy mắt tần mục giống như là mọc ra nghìn cánh tay vậy lấy phương thức khác nhau thì chuyển ra các võ học mình học được đấu với hồ bất quy hiển nhiên con châu già nói người dùng võ nhập đạo kia không phải là hồ bất quy đây là phách thể trong truyền thuyết mà tiểu phu đại thiên sư đã nói tới sao con châu già khẽ nói trong ngọc kinh thành các thần chỉ thầm giật mình bọn họ đều nhìn về phía tần mục hắn chính là phách thể trong miệng của đại thiên sư sao phách thể không phải là duyên khang quốc sư sao trong chớp mắt ngắn ngủi này tần mục nghìn cánh tay lại quay về sáu tay tất cả thần thông trong phút chốc sát nhập lại hóa thành sáu đạo trường lực nên đón chiêu phong hám tùng đào trấn sơn cốc của hồ bất quy thiên ngoại kỳ phong thiên trưởng hồi đây là thần thông võ đạo của hắn phong hám tùng đào trấn sơn cốc của hồ bất quy quyền ý giống như gió bóng người như tùng nghìn tùng thành rừng lúc ra quyền thần thông bạo phát thân thể giống như gió thổi tiếng thông reo quy lực bạo phát lại phá nát sơn cốc một chiêu thần thông võ đạo lớn này của tần mục lại khiến thần thông thân thể trường phái chiến kỹ mà mình học được trước đó hỏi là một thể. Thiên tí thiên trưởng lúc trước chính là thần thông dung hợp những chiêu thức này. Bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim, chiến kỹ của mã gia, đồ tể, người mù và nhóm cường giả các đời nhân hoàng, ở trong tay hắn biến thành từng ngọn kỳ phong, từng quyền ý không giống nhau, dung hợp lại chính là thiên ngoại kỳ phong thiên trưởng hồi. Một chiêu thần thông này của hắn chính là phải cho thấy phong cảnh khác nhau phía sau hắn hiện ra các thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thiên nhân, cổ quái chính là hắn lại thiếu đi thất tinh thần tàng, thậm chí ở phía dưới mấy thần tàng này, chắc hẳn lại chiếu ra một tòa thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp và thiên nhân khác, trên người là thần đạo, dưới người là ma đạo, thần cùng ma chiếu vào nhau, tập trung vào toàn thân. 36 chiến thần trong Ngọc Kinh thành cuộc hiểu rõ, vì sao tần mục ở cảnh giới thiên nhân lại có thể có sức lực chống đỡ được thần thông võ đạo lớn của Hồ Bất Quy hồ bất quy là cảnh giới sinh tử hơn nữa còn luyện cảnh giới sinh tử đến trình độ viên mãn bởi vì tất cả mọi người ở đấu ngư giới sẽ bị giữ lại ở cảnh giới sinh tử không có cách nào tiến thêm một bước cho nên võ giả của đấu ngư giới khai phá mỗi một cảnh giới đều đạt tới cực hạn giống như hoàn mỹ vậy hồ bất quy còn là người xuất sắc nhất trong số đó có thể nói ở trên cảnh giới sinh tử không có người nào có thể có tu vi thâm hậu hơn hắn mà thời điểm tần mục cùng hồ bất quy đối chiến lại có thể không phân cao thấp có thể thấy được tần mục với cảnh giới thiên nhân ở trên phương diện tu vi cũng không chênh lệch với hồ bất quy bao nhiêu, 36 chiến thần nhìn thấy được thần tàng của tần mục, lúc này mới hiểu được nguyên nhân vì sao tu vi của tần mục thâm hậu khác thường, hắn đồng thời tu luyện thần ma, đồng thời nắm giữ hai loại thần tàng tương ứng lẫn nhau, tồn tại như vậy từ xưa tới nay chỉ sợ cũng chỉ có một người này, quả thật là phách thể, đại thiên sư không có nói sai, trong lòng 36 chiến thần cảm thấy ớn lạnh tiêu phu thánh nhân đi tới sơn thôn nhỏ của bọn họ tìm kiếm lão nông khuyên bảo lão nông xuất sơn lại từng nhắc tới phách thể và thánh nhân 500 năm mới xuất hiện lúc đó các thôn dân đều có mặt trong tai bọn họ cũng nghe thấy cũng cảm thấy rất hiếu kỳ về cải cách của duyên khang cũng rất hiếu kỳ đối với phách thể và thánh nhân 500 năm mới xuất hiện chỉ là sau một khác tiêu phu thánh nhân lại bị lão nông đánh tới bay vào trong rãnh nước thối xương cốt đứt đoạn thật may lão nông ra tay rất nhẹ khiến hắn không chết bởi vậy bọn họ cũng không biết được rõ ràng ai mới là phách thể ai mới là thánh nhân lão nông có oán niệm rất sâu với tiểu phu quan hệ giữa hai người không phải đơn giản là vấn đề thứ hạng của thiên sư trong đó còn có ân oán mâu thuẫn khác vừa rồi nghe ý của châu già phách thể kia lại chính là hậu nhân của khai hoàng đến đây tìm kiếm tiểu phu chỉ có điều bọn họ còn có phần không tin bây giờ thấy tần mục không ngờ trong nháy mắt đột phá tu thành nguyên thần của võ đạo lại gần như đồng thời bước vào hàng ngũ dùng võ nhập đạo lại thêm này thần tàng thần đạo ma đạo tương ứng lẫn nhau, không phải bọn họ không tin là được. Có thể ở trong 10 ngày ngắn ngủi, từ một thần thông giả ngay cả vũ hồn cũng không có đủ, liên tục tìm hiểu ra vũ hồn, nguyên thần của võ đạo, lúc này thậm chí muốn tìm hiểu ra thần thông võ đạo lớn, làm được đến dùng võ nhập đạo, nhân vật như vậy làm sao có thể không phải là phách thể được, chỉ là bọn họ chưa từng nghĩ qua, mặc dù tần mục có thể lĩnh ngộ vũ hồn nhanh như vậy, nguyên nhân chính là bởi vì hắn có nền tảng tốt, nền tảng của hắn quá tốt, Tần Mục còn nhỏ đã thức tỉnh linh tha thất bại, các lão trong Tàn lão thôn phát hiện hắn là một người bình thường đến mức không thể lại bình thường hơn được, không có cách nào tu luyện, thôn trưởng nói một câu phách thể lại khiến cho tinh thần của các lão tăng lên, các loại linh dược và máu linh thú đều trút xuống trên người Tần Mục, các lão của Tàn lão thôn huấn luyện của Tần Mục càng thêm mạnh mẽ hung bạo khác thường, mà cũng bởi vì Tần Mục tin tưởng mình là phách thể tới mức sâu sắc không thể nghi ngờ, lòng tin tăng lên gấp trăm lần, chuyên cần khổ luyện, khi đó, hắn chỉ cách thức tỉnh vũ hồn có một chút nữa càng mấu chốt hơn chính là hắn tu luyện chính là phách thể tam đan công như trong miệng thôn trưởng nói cho hắn biết môn công pháp dẫn đường mà bất kỳ kẻ nào cũng xem thành con đường nát lại bị tần mục tu luyện đạt được trình độ mà bất kỳ kẻ nào cũng khó có thể sánh bằng hơn nữa đây cũng không phải là công pháp dẫn đường bình thường mà là công pháp do khai hoàng truyền xuống vốn có chính là tuyệt học của tần gia thậm chí ngay cả đại dục thiên ma kinh của thiên thánh giáo cũng là một nhánh của môn công pháp này có nền tảng tốt như vậy lại thêm tần mục học qua các loại chiêu pháp thần thông trường phái chiến kỹ tâm huyết các đời nhân hoàng đã truyền thừa xuống cho hắn hắn còn dung hợp ba loại công pháp để tọa ở trên nội tình hắn đã hơn hồ bất quy khổ luyện võ đạo rất nhiều tinh thần thời đại cải cách của duyên khang khiến cho hắn dung nhập vào trong tinh thần võ đạo lập ý càng tốt hơn võ đạo đơn thuần tích giải phát mỏng bởi vậy hắn có khả năng trong thời gian thật ngắn tìm hiểu ra chân lý của võ đạo đây cũng không phải là nguyên nhân vì hắn là phách thể giống như các vị chân thần và con trâu già suy đoán chỉ là một nguyên nhân trong đó Tần mục không hiểu, người khác lại càng không hiểu, chỉ có thể đổ nguyên nhân lên việc hắn là phách thể này. Sáu đạo trưởng lực của tần mục nghênh đón phong hám tùng đào chấn sơn cốc, quy lực của hai loại thần thông võ đạo khác nhau lập tức bạo phát, chỉ có điều bởi vì tần mục vội vàng, không kịp tìm hiểu thần thông võ đạo của mình đến trình độ hoàn mỹ, ở trên phương diện uy lực lại bị thiệt lớn. Nhưng hắn có sáu cánh tay, uy lực của thần thông chưa đủ có thể lợi dụng uy lực của ba chiêu thần thông lớn trồng chất lên nhau để nâng cao. Thần thông võ đạo lớn của hai người va chạm, mặt đất dưới chân bọn họ lập tức di động nổ tung mặc dù nơi này là đấu ngưu cung vô cùng vững chắc nhưng hai vị này là cao thủ tiến quân và võ đạo vẫn dâng lên một hồi sóng lớn kinh người một tia sáng từ chỗ bọn họ va chạm nổ tung càng lúc càng sáng ngời nhanh chóng tăng lên cắn nuốt xung quanh tiếp theo khí lưu cuồng bạo theo sát mặt đất lan tràn ra bốn phương tám hướng cơn lốc dâng trào khiến trang phục của từng vị chiến thần gần đó đều không ngừng tung bay mà ở tâm điểm của tia sáng hai đạo khí huyết dâng lên cao trong huyết quang hiện ra cảnh tượng kỳ lạ hai vị võ thần khổng lồ va chạm vào nhau hiện ra hết thân thể dữ tợn cuối cùng cơn gió lốc đã đi xa ánh sáng tiêu tan hiện tượng khí huyết kỳ lạ cũng tự biến mất tần mục và hồ bất quy đều nôn ra máu khí tức mệt mỏi không phấn chấn hai người đều bịch một tiếng ngồi dưới đất thở hổn hển trong hơi thở thở ra còn có cả bọt máu hồ bất quy nhìn tần mục tần mục cũng nhìn hồ bất quy nụ cười trên mặt hai người càng lúc càng lộ rõ đột nhiên hai bàn tay to nặng nề va chạm vào nhau nắm thật chặt tiếng cười to truyền đến. Con trâu già và 36 chiến thần đều thờ phào nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn lo lắng hai người này không ai phục ai lại một lần nữa đánh nhau, nhưng không nghĩ đến hai người đều nhân vật tâm tư rộng rãi, chỉ có sự luyến tiếc trong đồng đạo, không có những suy nghĩ ghen tị. Hồ Huynh, Huynh ở lại trong đấu ngô giới cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Tần mục hăng hái bừng bừng, lao đi vết máu ở bên khóe miệng, bỏ đi trạng thái ba đầu sáu tay, hắn lại dán lá liễu thiếp che đi con mắt thứ ba ở mi tâm, cười nói, bên ngoài có rất nhiều nhân vật còn vượt qua huynh và ta hơn nữa duyên khang đang cải cách với khí thế hừng hực đang cần nhân vật thiên tài như huynh vậy huynh không phải là muốn một lần hành động vượt qua thần kiều phi thăng thiên cung sao ta ngược lại cảm thấy huynh có thể gặp hư sinh hoa chi giao của ta một lần mặt mày hắn hớn hở thần thái phần chấn hư sinh hoa đặc biệt lợi hại so với ta còn muốn thông ừ chỉ là thiên tài hơn ta hắn suy nghĩ ra thật ra tất cả thần tàng đều là một thần tàng dự định luyện tất cả thần tàng là một thể biến thành một thần tàng hắn đã khiến cảnh giới lục hợp cảnh giới thất tinh hợp lại làm một khiến cho thần thông giả bớt đi một cảnh giới hiện nay hắn dự định cũng dung hợp thiên nhân thần tàng thêm cả hồ bất quy thất thanh nói ý của ngươi là võ giả của đấu ngư giới chúng ta không có thần kiều thần tàng vậy có thể dung hợp thần tàng khác sao tần mục gật đầu cười nói ngươi cảm thấy hư sinh hoa đáng để gặp gỡ hay không hồ bất quy kích động không thôi bỗng nhiên đứng dậy gặp nhất định phải gặp ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn lúc nào chúng ta mới đi không bằng bây giờ rời đi đi gặp hắn một lần tần mục vui vẻ nói nếu như ngươi nhìn thấy hắn nhất định cũng sẽ thích hắn hắn là một nhân vật đặc biệt có mị lực con trâu già trợn tròn hai mắt nhìn hai thiếu niên có chút kích động này thầm nghĩ bọn họ không dự định tiếp tục hiêu chiến sao bọn họ chỉ cần đánh qua cửa ải này của ta lại có thể tiến vào lăng tiêu điện khiêu chiến lão gia trên đế tọa 36 vị võ thần của ngọc kinh thành cũng đưa mắt nhìn nhau cảm thấy chân tay luống cuống lần này Mục đích thử thách võ giả của đấu ngư giới chính là để tìm ra một hậu duệ thần tộc có thể khiến cho đấu ngư giới thiếu sót thần kiều trực tiếp bay lên tới thiên cung, trở thành thần chỉ đường. Nhưng hai tiểu tử kia càng nói càng hưng phấn, bộ dạng đã muốn phủ mông rời đi. Chỉ có điều, nghe ý của bọn họ, hình như duyên khang quốc bên ngoài có một vị kỳ nhân có biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn này. Bọn họ muốn đi ra ngoài tìm kiếm kỳ nhân gọi là hư sinh hoa này, cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng con đường thành công đang ở trước mắt, bọn họ lẽ nào lại không muốn thử một lần sao? chỉ cần đánh ngã con trâu già xông vào lăng tiêu điện khiêu chiến đấu vũ thiên sư ở cùng cảnh giới đánh ngã được đấu vũ thiên sư nói không chừng bọn họ hiện tại lại có thể vượt qua thần kiều trực tiếp bay lên thiên cung con trâu già ho khan một tiếng nói hồ bất quy tần mục các người còn chưa lên hồ bất quy do dự không biết có nên tiếp tục khiêu chiến nữa hay không tần mục khẽ nói châu của đấu vũ thiên sư có thực lực thế nào hồ bất quy nói nhỏ ta chưa từng thấy hắn ra tay chỉ có điều ta nghe người ta nói đấu vũ thiên sư là cường giả đế tọa trước kia đều là hắn cõng đấu vũ thiên sư đấu tranh anh dũng có thể cõng cường giả đế tọa đấu tranh anh dũng chắc hẳn bản lĩnh cũng đạt đến cảnh giới lăng tiêu ta còn nghe người ta nói nếu như không phải vị nhu tiền bối không tham luyến quyền thế hắn cũng có thể khống chế một thiên cung của thời đại khai hoàng tần mục tính toán qua lắc đầu nói ta hơn phân nửa không phải là đối thủ của ngưu tam đa tiền bối ta đã thấy cường giả cảnh giới lăng tiêu đế thích thiền vương phật ở cảnh giới tương đồng ta đánh không lại hắn ánh mắt của hồ bất quy chớp động nếu không chúng ta đi gặp một lần hư sinh hoa trước, nghiên cứu xem làm thế nào mới có khả năng khiến thần tàng hợp lại làm một. Sau khi làm được thần tàng hợp lại làm một, chúng ta trở lại khiêu chiến với đấu ngưu cung được không? Tần Mục cười nói, làm được thần tàng hợp lại làm một, ngươi lại có thể trực tiếp bay vượt qua thiên cung, khiêu chiến đấu ngưu cung cũng sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Hồ bất quy vào đầu, xấu hổ nói, đúng là như thế, hiện tại, nội tình của chúng ta thiếu sót, đánh không nổi ngưu tiền bối, vẫn nên rời khỏi đấu ngưu giới đi tìm vị hư sư huynh này thôi, được lắm con trâu già trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn hai người, quát, các ngươi còn đánh nữa hay thôi, mau lên đây đánh đi, tối đa ta nhường cho các người qua cửa ải, nhanh lên một chút, hồ bất quy ái nái nói, ngưu tiền bối, gọi ngưu tam đa, con trâu già thở phì phò nói, ta cũng đã nói nhường, các ngươi còn muốn như thế nào nữa, đi lên nhanh chiến đấu một trận vui vẻ đi, tần mục, ngươi không muốn cứu lão sư của ngươi, lão sư của ngươi còn đang ở trong dãy nước thối, ngươi lại không vớt hắn lên nữa, hắn sẽ bị thối chết, tần mục do dự cứu tiểu phu lão sư tất nhiên rất quan trọng nhưng cùng hồ bất quy kết bạn đi tìm hư sinh hoa cùng hư sinh hoa khai sáng ra pháp môn thần tàng hợp lại làm một phi thăng thiên cung hình như càng thú vị hơn càng có ý nghĩa hơn hơn nữa tiểu phu thánh nhân dù sao cũng là một vị thần chỉ cảnh giới giao đài thần chỉ ở trong rãnh nước thối di ngâm nửa năm một năm chắc hẳn là cũng không chết được hình như không cần phải làm ngay lập tức chỉ có điều mình dù sao cũng là đệ tử của tiểu phu không vớt tiểu phu từ trong rãnh nước thối ra lại để cho hắn ngâm ở nơi đó cũng thật sự không thể nào nói nổi, nhưng cho dù là con trâu già nhường, bọn họ cũng không có khả năng đánh bại cường giả đế tọa. Lão nông là cường giả cảnh giới đế tọa, hơn nữa còn là đế tọa dùng võ nhập đạo. Từ Lăng Tiêu đến đế tọa có một đoạn khoảng cách không thể vượt qua. Đế Thích Thiên Vương Phật chính là cảnh giới Lăng Tiêu, lại còn phải mặt dày mày dạn đi cầu chân kinh của đại phạm Thiên Vương Phật, bởi vậy có thể thấy được đế tọa là khó khăn tới mức nào. Hắn đang do dự không quyết, đột nhiên lão nông đi xuống khỏi đế tọa đi ra tới cửa trước của lăng tiêu điện trên mặt hắn đầy nếp may hiện ra hết vẻ tăng thương nói tam đa bọn họ đã qua cửa con trâu già hơi ngần người ra vội vàng nói lão gia bọn họ ngay cả cửa ải này của ta cũng chưa từng qua càng chưa nói tới cửa ải của lão gia vì sao lão gia lại nói bọn họ đã qua cửa lão nông đi xuống bậc thang của lăng tiêu điện con trâu già vội vàng gõ móng trước lại hóa thành một con trâu đi theo ở phía sau hắn lão nông lắc đầu nói Mục đích thử thách đấu ngưu cung là để cho các hài tử lĩnh ngộ dùng võ nhập đạo, tìm hiểu ra một con đường có thể vượt qua cảnh giới thần kiều trực tiếp bay lên, cho hậu nhân một hy vọng. Ta đã từng cho rằng có người đánh bại ta, lại có thể mở ra con đường này. Hắn đi xuống, gọi tần mục vào hồ bất quy, quan sát hai người bọn họ từ trên xuống dưới, trên gương mặt giống như được bị cày sắt cay ra từng dấu vết lại lộ ra vẻ tươi cười, nói, nhưng vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến, vượt qua thần kiều trực tiếp bay lên thiên cung, thật ra ta đã sớm làm được. Ta là người đầu tiên bị thiếu sót cảnh giới thần kiều, ta không đọc sách nhiều, con đường của ta không thích hợp với người khác. Tần Mục và Hồ Bất Quy đều thầm giật mình, khó có thể tin nổi nhìn về phía hắn. Ai có thể chặt đi thần kiều của Đấu Vũ Thiên Sư? Nếu Đấu Vũ Thiên Sư ở dưới tình huống thiếu sót một cảnh giới còn có thể tiến quân thần cảnh, như vậy vì sao hắn không truyền thụ công pháp của mình cho người của Đấu Ngưu giới? Chỉ có điều, 36 Võ Thần của Ngọc Kinh Thành lại hoàn toàn cũng không kinh ngạc về điều này, hiển nhiên đã sớm biết lão nông chính là người như vậy, ta vừa rồi đã suy nghĩ thông suốt chuyện ta có thể làm được, không phải tất cả mọi người có thể làm được. Lão nông nói, ta dâng hiến tinh lực suốt đời cho võ đạo, trong lòng ta không có bất kỳ vật gì khác, chân thành giống như trẻ sơ sinh, ta tuy có có bí quyết diệu pháp hay, nhưng người khác lại không học được, không học được cũng không có khả năng giống như ta, phi thang thiên cung, cho dù hồ bất quy tu luyện tới trình độ như ta, muốn phi thang thiên cung, hắn cũng đi lên con đường của ta lúc trước. Công pháp của hắn vẫn không có cách nào khiến cho càng nhiều người của đấu ngưu giới phi thang thiên cung, đốn củi nói đúng đây không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề khó khăn của đống ngưu cung khóe mắt của hắn run lên nhìn tần mục tiếp tục nói đốn củi tới tìm ta nói đám người cải cách của duyên khang có biện pháp có thể giải quyết vấn đề khó khăn của đống ngưu cung ta vốn không tin nhưng hiện tại ta đã tin đốn củi cũng không phải không đúng hắn dù sao vẫn thu được một đệ tử giỏi hồ bất quy người có thể rời khỏi đống ngưu giới trong lòng tần mục sinh ra một đường hy vọng vội vàng nói như vậy thiên sư ta có vớt lão sư của ta từ trong lãnh nước đi ra hay không sắc mặt của lão nông trầm xuống, mặt hắn giống như là bị con trâu già cày một trăm lần, không nhìn thấy được bất kỳ dáng vẻ tươi cười nào nữa, chỉ có thể nhìn thấy được những nếp nhăn. Ta nói chuyện không giống với miệng của đốn củi, bộ dạng phong khinh vận đạm thật thối, ta nói là làm, ta đã từng nói ai dám vớt hắn đi ra lại phải chịu ba quyền của ta, người muốn vớt hắn đi ra lại phải chịu ba quyền của ta, tần mục bị dọa cho giật mình. Lão nông dơ nắm đấm thô giáp lên khi phách võ đạo đỉnh phong nhìn thấy không sót, một quyền đánh về phía tần mục, âm. Uhm khi thế của hắn vô biên nắm đấm cũng rất nhẹ đập vào ngực của tần mục hắn lại gõ thêm hai cái lồng ngực của tần mục phát ra âm thanh bịch bịch lão nông thu hồi nắm đấm cười lạnh nói người tuy rằng sơ bộ làm được dùng võ nhập đạo nhưng còn cách đại thành rất xa thân thể còn có thiếu sót phải tiếp tục chuyên cần khổ luyện không nên khiến phách thể bị lãng phí hiểu chưa tần mục vừa mừng vừa sợ vẫn bối hiểu rõ lão nông lại lộ ra vẻ tươi cười dẫn người đi ra ngoài cười nói chỉ có điều người thật sự không tệ quả thật rất không tệ, đốn củi cũng không phải chỉ có mồm mép, vẫn có chút bản lĩnh, dạy người dạy được tốt như vậy, hắc, không đúng, người là phách thể, nếu đổi lại thành ta tới dạy, chỉ có thể dạy tốt hơn, đốn củi vẫn là không tốt, không bằng ta, hắn có vẻ rất hài lòng, những chiến thần khác cũng rất hài lòng, đuổi theo bước chân của hắn, tần mục nhìn chung quanh, nhìn bọn họ, những người này năm đó uy danh hiển hách, danh vang dội một thời, lão nông còn là cường giả đế tọa nổi danh khắp thiên hạ nhưng bọn họ lúc này lại hiện ra hết vẻ hồn nhiên chất phác, giống như là nông phu nông phụ bình thường có thể thấy được. Đây là một vài người đáng yêu, nhưng là một nhóm người ngoan cố, khiến cho bọn họ thay đổi rất khó, nhưng bọn họ chỉ cần biết được sai lầm của mình, lại sẽ sửa đổi, cho dù là ngoài miệng có chút không quá cam tâm tình nguyện, bởi vậy bọn họ vẫn là người đáng yêu. Hồ bất quy kích động không thôi, rời khỏi đấu ngưu cung lại lập tức lao thẳng đến hạ giới của đấu ngưu giới, chuẩn bị trang phục và đạo cụ, từ biệt thân hữu, tần mục lại gọi Long Kỳ Lân, long kỳ lân quả nhiên ở bên ngoài đấu ngưu cung ngủ say cũng không có len lén đi vớt tiểu phu lên chạy trốn tần mục buồn bã đây là vật cưỡi của ta bên kia là vật cưỡi của đấu vũ thiên sư ừ còn có hắc hổ thần vật cưỡi của tiểu phu lão sư còn có châu xanh của phách sơn sư huynh long kỳ lân ngủ được rất no nê tinh thần chấn hưng chỉ là hơn 10 ngày không có ăn luôn luôn chút không yên lòng thỉnh thoảng lấp mắt thoáng nhìn tần mục muốn nhắc nhở hắn lại có chức không dám trong thôn trang tiểu phu thánh nhân được vớt lên tần mục bận tới bận đi giúp tiểu phu nối xương gãy, trị liệu thương thế, ngâm hắn ở trong một vại thuốc lớn, phía dưới lại sử dụng lờ đường nóng. Tiểu phu đang cầm một cái bát lớn uống thuốc, bên cạnh là lão nông ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ, con trâu già lại đặt mông ngồi dưới đất phía ngoài cửa, từ từ rút ra ống thuốc lào, khò khè khò khè vang dội. Tần mục lại ngồi ở bên cạnh con trâu già vừa uống trà, vừa dò hỏi, tam đa sư ca, ngày hôm nay sư huynh không cày rộn sao, con trâu già chậm rãi nói, cày xong rồi, lúa vừa mới trồng lên, phách thể không phải ngươi dậy ngươi dạy không được. trong phòng tốc độ lão nông nói cũng chậm rãi như con trâu già vậy. lướt mắt nhìn tiểu phu, tiểu phu uống xong bát thuốc, ngợ một tiếng, đưa cái chén không cho hắn, cười nói, hắn là đệ tử của ta, chính là do ta dạy. ngươi không có đệ tử xuất sắc như thế, ngươi không có bản lĩnh này, cũng dạy không được. lão nông hừ một tiếng, tiếp nhận cái chén không. không phải ngươi dạy, ngươi đắc ý cái gì? ngươi chẳng qua là lại một lần nữa mạo nhận cung lao mà thôi. lần này là bán cho phách thể một chút mặt mũi, tha cho ngươi bằng không để cho người ở trong dãy nước thối ngâm mấy chục năm, cho người nát đến mức chỉ còn lại há miệng." Tiêu Phu nghiêm mặt nói, "Sư phụ nhận vào cửa, tu hành ở tại thân, ta bận rộn đi khắp thiên hạ, ngươi thì dạy dỗ ai? Ngươi lại dạy dỗ ai?" Lão nông buồn bã. Tiêu Phu thản nhiên nói, "Ngươi thật sự là đứng đầu võ đạo trong thiên hạ, trong vũ trụ, cho dù là thiên đình ngày xưa cũng tìm không được một người nào có thể vượt qua võ đạo của ngươi, có thể ở dưới tình huống thiếu mất cảnh giới thần kiều, còn có thể dựa vào lực võ đạo của bản thân." Ngươi thần của võ đạo kéo dài qua hư không của thần kiều phi thăng thiên cung tu thành võ thần đỉnh phong cũng chỉ có ngươi đừng nói là hai vạn năm cho dù thêm mấy mươi vạn năm mấy trăm vạn năm cũng chỉ có một mình ngươi ngươi có thể thành công người khác lại không có khả năng thành công giống như ngươi ngươi cứu không được người của đấu ngưu giới lão nông im lặng tiểu phu tiếp tục nói mà lần này duyên khang cải cách lại có thể ân oán giữa chúng ta là chuyện nhỏ ta biết mấy năm nay ngươi rất kham khổ biết ngươi ở sau đại chiến tìm được những cô nhi quả phụ chăm sóc cho bọn họ sau khi khai hoàng hủy diệt ngươi cũng đã làm rất nhiều chuyện ngươi muốn giúp bọn họ tìm kiếm một con đường sống nhưng ngươi lại quá ngu hai vạn năm trước sau không tìm ra được con đường này trong cổ họng của lão nông phát ra một tiếng gào thét giống như một con thú bị nhốt sau khi thời đại khai hoàng hủy diệt hắn chăm sóc cho những hải tử mồ côi của chiến hữu chết trận nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng người từng người chết ra đây là hành hạ lớn nhất khiến cho trong lòng của hắn tràn ngập ánh náy đi ra đi ra ngươi chính là người của võ thánh tiểu phu nhìn hắn ánh mắt có chút thương hại nhưng phần nhiều chính là chờ mong khai hoàng phong chúng ta làm thiên sư nhưng phong làm thánh nhân chỉ có một mình ta chỉ có điều ý định ban đầu của hắn là bốn người chúng ta đều có thể trở thành thánh nhân ngươi là đấu vũ thiên sư là người có vũ lực đứng đầu không thể nghi ngờ nhưng thánh nhân không phải là vũ lực đi ra ngươi chính là võ thánh duy nhất thiên sư của khai hoàng vũ thánh lão nông vẫn đang trầm mặc tiểu phu không có tiếp tục khuyên bảo hắn hiểu quá rõ về vị huynh đệ cũ này, biết hắn rất ngoan cố, nhưng không phải quá ngang bướng, trên thực tế hắn chỉ là ngoan cố trên miệng mà thôi. Lời mình đã nói tới điểm quan trọng, hắn sẽ nghĩ thông suốt, sẽ trở thành võ thánh độc nhất vô nhị, ta bị người thuyết phục, duyên khang cải cách đổi mới, ta thực sự muốn đi xem thử, lão nông đột nhiên nói, chỉ có điều, ta sẽ không giúp duyên khang cái gì, thời đại khai hoàng chúng ta là nghèo rớt mồng tơi, sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, duyên khang bị ngươi khoa trương tốt như vậy, không có chúng ta hỗ trợ cũng có thể phát triển đến độ cao của duyên khang cần gì phải dựa vào những người thất bại như chúng ta tiêu phu cười nói chúng ta chỉ là giúp bọn họ tranh thủ một chút thời gian không để cho bọn họ ở thời điểm còn nhỏ lại bị thiên đình cũ tiêu diệt điểm ấy không tính là vi phạm ý định ban đầu của ngươi chứ năm đó thời đại khai hoàng ban đầu chút tồn tại còn lại của thời đại thượng hoàng cũng đã cho chúng ta không ít giúp đỡ lão nông lộ ra vẻ tươi cười nói ngươi lại nhớ lại những năm tháng ấy thật ra ta coi như là nửa người của thời đại thượng hoàng Thật ra, chúng ta đều xem như là nửa người của thời đại Thượng Hoàng, bao gồm Khai Hoàng cũng vậy. Từ Phu nói, sinh mạng chính là như vậy, sinh sôi không dừng, truyền thừa cũng vậy, từ một thời đại giao đến trong tay người của một thời đại khác, tinh thần võ đạo của ngươi cần phải lưu truyền xuống, đừng khiến cho truyền thừa của ngươi bị dừng lại. Lão nông đứng dậy, cười lạnh nói, nhưng ta sẽ không tha thứ cho chuyện của ngươi lúc đó, ta đi ra khỏi đây, sau khi đi ra khỏi đại khư, lúc tâm tình không tốt ta còn có thể đánh ngươi, ngươi lại cầu ra ra tố cáo nãi nãi chờ đợi tới khi mình có thể nâng cao thêm mấy cảnh giới, cánh vác được quả đấm của ta mới thôi. Hắn đi ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt tiểu phu cứng đờ, tần mục từ ngoài phòng đi tới, đổi thuốc cho hắn, khẽ nói, lão sư cùng đấu vũ thiên sư có thủ oán sao, tiểu phu vô tình, thở dài, xem như là có, đó là một chuyện cũ, hắn hiển nhiên không muốn nhắc tới chuyện cũ này, tần mục chớp chớp mắt, càng thấy hiếu kỳ hơn, nhưng hắn không nói lời nào, tiểu phu chán nản, ngươi lộ ra biểu tình gì vậy. Người muốn biết chuyện riêng tư của người khác như vậy sao? Tần Mục không nói lời nào. Từ phu than thở, nói cho người biết không sao. Thật ra năm đó ta với hắn còn có thư sinh và câu cá đều có quan hệ rất tốt. Tu vi của ta tuy rằng yếu nhất, nhưng bọn họ đều rất kính trọng ta. Khai hoàng sai ta chủ trì cải cách, đẩy ta lên trước đài. Cái này gọi là trai tài gái sắc. Nam nhân quá xuất sắc lại được lọt mắt xanh của nữ nhân. Lúc đó, hắn thích một thiếu nữ. Tần Mục giúp hắn đổi thuốc, lỗ tai cũng không ngừng dựng thẳng, cẩn thận lắng nghe. Ngoài cửa, con trâu già cũng không lại tiếp tục nhà khói nữa, từ ngoài cửa ghé sát đầu vào cánh cửa, Long Kỳ Lân vốn đang nằm vô tình, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, lỗ tai to vẫy vẫy hai cái. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.